Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3641, Trương Huyền giải thích. Không chỉ hắn không hiểu, những người khác cũng choáng váng. Dù Vương Hành Chủ không phải giám bảo sư, biết giám bảo không nhiều, nhưng mua sắm pho tượng này, chứng minh tìm hiểu tính tâm thạch không ít, tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được, tới đối ứng huyết tinh thạch. Mua tính tâm thạch, lại trở thành thứ này, quan trọng là Hạc lão còn nói chính xác. Thật không gặp được thanh niên này, lấy về. Sợ thời gian không dài, thực sẽ bị oan hồn quấn quanh, tâm tình uất ức, rất có thể sẽ giống như con thỏ kia, tại chỗ tự sát. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạc lão, ngươi, đây là ngươi giám định không có sai lầm. Lửa giận tuôn trong lòng, quay đầu nhìn lão giả trước mắt, tức sắp nổ tung. Bình thường lấy thân phận của hắn, khẳng định không dám nói chuyện với đối phương như vậy, nhưng giờ phút này suýt chút nữa chết, đổi lại ai cũng sẽ không tiếp thụ được. Ta, thân thể run rẩy, Hạc lão không biết trả lời như thế nào, ngồi xổm xuống, nhặt mảnh tượng lên, bất luận nhìn thế nào cũng là huyết tinh thạch, cùng tính tâm thạch không có nửa xu quan hệ. Trong nháy mắt giống như già đi 10 tuổi, run run phút chốc, nhìn về phía Trương Huyền nói. Không biết, các hạ xưng hô như thế nào? Đệ tử Hạch Tâm Lăng Vân Kiếm Các, Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu. Thân phận trưởng lão tạm thời không thể nói, nếu không sợ là dọa chết đối phương. Trương tiểu huynh đệ, pho tượng này, ta rõ ràng thấy là tính tâm thạch, sao? Đã không còn cao ngạo trước đó, xưng hô cũng biến thành tiểu huynh đệ, Hạc lão khom người. Hắn thoạt nhìn không có bất kỳ sai lầm nào, nhưng kết quả biến thành như vậy, đối phương có thể sớm biết, khẳng định là nhìn ra vấn đề. Trước đó cũng đã gặp qua đệ tử nội môn Lăng Vân Kiếm Các tiếp nhiệm vụ tới đụng đại vận, kết quả cái gì cũng không biết, còn làm ra không ít chê cười, thậm chí còn tiêu hủy một bảo vật giá trị cực cao, làm hại hắn chịu phạt. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có chút ác cảm với đệ tử Kiếm Các. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy tên này tuổi tác không lớn, nghĩ đến giống như những người khác, cũng là tới đụng đại vận, lừa gạt nhiệm vụ, không nghĩ tới. Lại là giám bảo sư chân chính. Nhãn lực cao hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Thấy hắn không còn vênh váo tự đắc, Trương Huyền chẳng muốn nói nhiều, tiện tay nhặt lên một khối đá vụn, cầm ở trong lòng bàn tay. Tinh tâm thạch cùng huyết tinh thạch, cả hai trái ngược, lại đều có thể tỏa ra lực lượng, ảnh hưởng tinh thần cùng tâm trí của người khác. Điểm ấy. Không cần ta nói nhiều, các ngươi đều rõ ràng. Mọi người gật đầu. Tinh tâm thạch cùng huyết tinh thạch, đều thuộc về linh thạch phổ thông có thể dự trữ linh khí, cung cấp cho người ta năng lượng tu luyện, mà thứ này, dự trữ chính là đồ vật ảnh hưởng tinh thần. Hạc lão giám định không sai, quả thực là Đỗ Hà Tiên Quân lưu lại, cũng là hắn tự mình điêu khắc, thậm chí màu sắc phía ngoài, cũng là hắn tô. Trương Huyền nói tiếp, là hắn lưu lại, vậy. Hạc lão kỳ quái. Nói như vậy, bản thân không có lầm a hát. Nhưng kết quả, vì sao cùng suy đoán cách nhau một trời một vực? Các ngươi ai biết vị Đỗ Hà Tiên Quân này là ai? Không có trả lời nghi vấn của hắn, Trương Huyền nhìn qua. Ta biết. Viễn Thanh nhìn không được mở miệng. Đỗ Hà Tiên Quân, là y đạo thánh thủ trăm năm trước, làm người lương thiện, cả đời cứu người vô số. Nguyên nhân chính là như vậy, không ít người đều thờ phụng tượng hắn, thứ nhất đền ơn, thứ hai cầu bình yên. Loại người này, làm sao sẽ làm ra đồ vật huyết tinh thạch, độc hại hậu nhân? Đỗ Hà Tiên Quân, là một vị siêu cấp cường giả, y sư trăm năm trước xuất hiện ở Ô Hải Thành, nắm giữ danh vọng rất lớn, cứu người vô số, làm sao sẽ cố ý hại người? Dùng huyết tinh thạch điêu khắc chân dung của hắn, hơn nữa cho người ta một loại tác dụng an thần tĩnh tâm, rõ ràng là lừa dối. Độc hại, ngươi nói sai. Trương Huyền lắc đầu. Hắn làm ra thứ này. Cũng không phải hại người, mà giống như ngươi mới vừa nói, là đang cứu người. Cứu người. Mọi người càng thêm mê hoặc. Thứ này, là huyết tinh thạch điêu khắc thành, bên ngoài dùng lực lượng đặc thù vẽ tranh, mặt ngoài tăng thêm màu sắc, thoạt nhìn để tảng đá trở nên sinh động như thật. Trên thực tế giống như vừa rồi ta vẽ tranh, dùng bút lông vẽ trận pháp đặc thù, áp chế sát lục chi khí trong đó. Không chỉ như vậy, còn có thể cung cấp lực lượng, không ngừng tỏa ra khí tức tĩnh tâm. Làm cho tâm thần người an bình. Thấy mọi người không hiểu, Trương Huyền giải thích. Tình huống bình thường, những sát lục chi khí này, sẽ nhìn không ra, cho nên Hạc lão mới cho rằng đây là thực. Hạc lão gật đầu. Thật sự là hắn không có nhìn ra còn có sát lục chi khí. Tình huống bình thường, sát lục chi khí sẽ không tỏa ra, nhưng mượn trận pháp,
để cho khí tức tĩnh tâm thả ra ngoài, lại không được. Trận pháp dung hợp, tương đương phá hủy trận đồ trên tượng, mới bắt đầu không cảm giác được cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, sát lục chi khí sẽ từ từ thâm nhập vào trong cơ thể tu luyện giả. Nếu như vừa rồi vương hành chủ trở về sử dụng đồ vật này, không chỉ bản thân sẽ mất đi ý thức mà tự sát, làm không cẩn thận sẽ còn giết chết toàn bộ thân hữu, người nhà, cùng một chỗ chôn theo. Vương hành chủ run rẩy, trên đầu tràn đầy mồ hôi. Có chút bảo vật, dùng tốt, có thể khiến người ta cấp tốc tiến bộ, dùng không tốt. Chết cũng không biết chết như thế nào. Giống như cái này. Nguyên nhân chính là như vậy, chức nghiệp giám bảo sư mới nắm giữ địa vị cực cao, kiếm tiền cũng cực nhanh. Mặc dù ta không tính am hiểu Đỗ Hà Tiên Quân, nhưng hắn làm ra thứ này, nếu như không đoán sai, cũng không phải dùng để hại người, mà là muốn cứu trị bệnh nhân rơi vào ngủ say. Không để ý tới hắn sợ hãi, Trương Huyền nói tiếp. Bệnh nhân rơi vào hôn mê, bất luận thủ đoạn nào cũng không gọi tỉnh mà nói, kích thích tinh thần là biện pháp tốt nhất. Pho tượng này, vừa mới bắt đầu phóng thích lực lượng an thần tĩnh tâm, để cho người ta không có bất kỳ đề phòng gì, sau đó. Sát lục chi khí lặng lẽ xâm nhập, liền có thể thuận lợi kích thích hồn phách, để đối phương cấp tốc tỉnh táo. Lúc trước Ngụy Như Yên bởi vì không khống chế được tiên thiên độc thể, rơi vào hôn mê, bất kể như thế nào cũng không gọi tỉnh, cuối cùng dùng dược vật đặc thù mới thành công. Nếu như lúc đó có thứ này, hẳn có thể đưa đến tác dụng. Coi như thân thể hôn mê, cũng có cơ chế bảo vệ bản thân, sẽ tiến hành phản kháng kẻ xâm nhập, tỉ như thân thể của hắn, phu hồn rời thân thể, cảm nhận được nguy hiểm, cũng có thể một mình chiến đấu. Nước ấm nấu ếch, vừa mới bắt đầu tỏa ra khí tức làm cho tâm thần người yên tĩnh, thân thể sẽ dần dần mất đi đề phòng, lúc này lại tiến hành kích thích, hiệu quả càng tốt. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới nói, đối phương làm ra cái này, là vì cứu người, không phải hại người. Cái này, Đỗ cuộc đời của Hà Tiên Quân, ta nghiên cứu qua, tiểu nữ nhi của hắn một lần ngoài ý muốn, hôn mê bất tỉnh, ngủ trọn nửa năm, đủ loại thủ đoạn đều dùng qua, nhưng không có hiệu quả, về sau không biết dùng phương pháp gì tỉnh lại, hắn cũng không có truyền ra ngoài, trở thành một đại bí ẩn. Chẳng lẽ chính là cái này? Hạc lão sững sờ tại nguyên chỗ. Làm giám bảo sư, biết rất nhiều sự tình, cuộc đời của Đỗ Hà Tiên Quân, đặc biệt nhìn qua thư tịch liên quan, biết sự tình của con gái hắn. Vốn không nghĩ tới, nghe được vị trước mắt này nói, bừng tỉnh hiểu ra. Có lẽ vậy, đồ vật không có phân thiện ác, phải xem có biết dùng hay không, dùng thứ này, cứu chữa người hôn mê bất tỉnh, hiệu quả rất tốt, nhưng dùng để tu luyện. Rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trương Huyền gật đầu. Thì ra là thế. Hạc lão hiểu được, lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, ánh mắt lộ ra biểu lộ phức tạp, một lát sau nhìn không được gật đầu. Ta thua, vương hành chủ, ta sẽ bồi thường. Hạc lão khách khí. Vương hành chủ vội vàng đáp lễ. Xử lý xong xuôi, nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt mang theo cảm ơn. Trương huynh, không chỉ cứu vương hành chủ, cũng đã cứu ta. Đối phương ở thời khắc mấu chốt ngăn vương hành chủ lại. Dù vừa rồi cực kỳ tức giận, nhưng suy nghĩ cẩn thận, này tương đương với cứu hắn. Nếu không, đối phương thật muốn tu luyện, xuất hiện biến cố, làm người giám bảo, khẳng định cũng sẽ nhận phán quyết. Không biết hiện tại ta có tư cách đi hoàn thành nhiệm vụ tông môn cho ra không? Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Đương nhiên là có. Hạc lão vội vàng gật đầu. Mời tới bên này. Đồ vật hắn cũng không có nhìn ra được, đối phương liếc mắt liền nhận ra. Nhãn lực mạnh mẽ, lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Có lẽ, thật có thể giải quyết sự kiện hắn một mực bất lực kia. Trương Huyền đi theo sau lưng đối phương ra ngoài. Hết chương 3641. Chương 3642. Liên quan tới Lạc Nhược Hy. Chỉ chốc lát đi tới một phòng kín, bốn phía đâu đâu cũng có trận pháp, do bốn vị chân tiên cảnh hộ vệ. Một trung niên nhân mặc áo khoác. Lông mi đen nhánh tiến lên đón. Hạc lão giới thiệu nói. Vị này chính là Ô Hải Thương Hội Hồ Phường Chủ. Phường Chủ, vị này là đệ tử hạch tâm của Lăng Vân Kiếm Các, Trương Huyền. Là một vị giám bảo đại tông sư còn lợi hại hơn ta. Giám bảo đại tông sư. Hồ Phường Chủ sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn thanh niên trước mắt. Hạc lão là giám bảo sư của phòng đấu giá, hai người ở chung không dưới mấy chục năm, tính tình biết rất rõ ràng. Giới thiệu long trọng như vậy, khẳng định có chỗ hơn người. Chỉ là, dám bảo giống như y thuật, tuổi tác càng già, càng lộ ra chân quý, 20 tuổi.
có thể dám định ra cái gì? Trong lòng mang theo nghi vấn, nhưng trên mặt không có khinh thường mảy may, vội vàng đi tới trước mặt. Trương huynh đệ, tuổi còn trẻ liền có loại bản lĩnh này, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Hồ phường chủ khách khí. Trương Huyền nhàn nhạt trả lời. Vị trước mắt này, tu vi không thấp, trong cơ thể tiên lực chảy xuôi, dù áp chế không có chút nào tiết lộ, nhưng ở dưới minh lý chi nhãn, vẫn có thể rõ ràng phát hiện, đã đạt đến nửa bước tiên quân. Loại tu vi này, ở Ô Hải Thành chỉ sợ cũng rất cao. Mời tới bên này. Khách khí đôi câu, ba người đi vào phòng. Trương huynh đệ, ta muốn giám định chính là vật phẩm này. Biết mục đích đến, không có quá nhiều khách khí, hồ phường chủ chỉ về phía trước. Chính giữa gian phòng, là một đồ vật do miếng vải đen bao bọc, đại khái cao cỡ một người, đi tới trước mặt, nhẹ nhàng lôi kéo, lộ ra hình dạng. Là một tảng đá màu xanh, bề mặt sáng bóng trơn trượt, tựa như rèn luyện qua, quang mang lóng lánh giống như huyết ngọc, lại hoàn toàn khác biệt. Là một tảng đá. Trương Huyền cau mày. Lăng Vân kiếm các, nhiệm vụ giá cả cao như thế, Hạc lão cũng dám định không ra, còn tưởng rằng là vật chân quý gì. Lại là một tảng đá. Khó trách trước đó Bạch Nguyễn Khanh liền nói có chút cổ quái. Chớ xem thường tảng đá kia, thoạt nhìn giống huyết ngọc, nhưng huyết ngọc không có ôn nhuận như vậy, sở tới sở lui giống huyết huyền tinh, nhưng huyết huyền tinh lại không lớn như vậy. Ta lật xem vô số thư tịch, đều có khác biệt, sang đây xem qua giám bảo sư, cũng chừng trên trăm. Đều nói không ra được lai lịch cùng tên, cho nên mới xin kiếm các giúp đỡ. Hạc lão nói, còn vì sao không ra giá cao xin trưởng lão tông môn giúp đỡ, bọn họ khẳng định càng biết nhiều rộng rãi, lại làm thành nhiệm vụ đệ tử. Rất đơn giản, trưởng lão thực lực đều cực mạnh, đặc biệt là trưởng lão hạch tâm, hầu như đều là cường giả tiên quân cảnh. Một khi phát giác bảo vật này giá trị cao, lên lòng tham, bọn họ cũng không có cách nào. Mạnh được yếu thua. Không sợ cường giả ăn cướp trắng trợn, mà là sợ bọn họ ghi nhớ. Chỉ đệ tử mà nói, tương đối dễ dàng một ít. Trương Huyền lên tiếng. Thời điểm nói chuyện, hắn dùng minh lý chi nhãn nhìn một hồi, cho dù là hắn cũng không có nhận ra. Tàng thư khố của nội nội, hạch tâm, trưởng lão Lăng Vân kiếm các toàn bộ xem xong, đơn thuần luận kiến thức mà nói, cao thủ sinh trưởng ở thượng thương cũng xa xa không kịp, ngay cả minh lý chi nhãn cũng nhận không ra, cái tảng đá này. Chỉ sợ thật có chút quái dị. Thứ này, có thuộc tính gì, các người có đo lường qua chưa? Cũng không sốt ruột tiến lên, Trương Huyền nhìn qua. Nếu như chỉ là giám định tảng đá phổ thông, đối phương khẳng định không có khả năng tiêu phí đánh đổi như vậy, lại triệu tập giám bảo sư, xin kiếm các giúp đỡ. Khẳng định là phát hiện thứ này không tầm thường, chỉ cần xác định tên, cuối cùng đấu giá giá tiền sẽ cao hơn. Đo lường qua, cái tảng đá này, luyện khí sư mạnh nhất Ô Hải Thành. Dùng hỏa diễm lợi hại nhất cũng đốt không được, vũ khí cấp bậc tiên quân cũng không cách nào lưu lại dấu vết. Hạc lão nói, biết dám bảo giống như xem bệnh, cần biết thuộc tính, mới có thể phán đoán càng tốt hơn, Hạc lão cũng không giấu giếm. Hỏa diễm đốt không được, vũ khí tiên quân không gây thương tổn. Trương Huyền giật mình, vũ khí tiên quân, ở toàn bộ đại lục xem như đỉnh phong nhất, vậy mà cũng không cách nào lưu lại vết thương, chẳng lẽ tảng đá này, là đồ vật đi đến loại cấp bậc kia? Khó trách, cam lòng tiêu phí đánh đổi như vậy, xem ra đối phương là muốn biết đồ vật xác thực, bán đi cái giá trên trời. Mong Trương huynh hỗ trợ, nhìn xem cụ thể là vật gì. Hạc lão ôm quyền. Tốt. Trương Huyền không nói thêm lời, đi tới trước tảng đá. Tảng đá huyết hồng sắc, mang theo nặng nề, cho người ta một loại cảm giác áp bách kịch liệt, tuy không có đụng chạm, lại có thể tùy tiện để hắn cảm giác ra, thực lực bây giờ, chỉ sợ không thể dơ lên. Hư tiên cảnh đỉnh phong, có thể so với chân tiên cảnh đỉnh phong, cũng cầm không được. Tảng đá kia, quả nhiên không tầm thường. Trương huynh, có cần công cụ gì không? Thấy hắn cái gì cũng không cầm, liền đến y đến trước mặt, Hạc lão nghi ngờ. Giám định khoáng thạch, dưới tình huống bình thường, cần huyền tàng thước, các loại đồ vật đo mật độ, có thể chuẩn xác đo đạc mật độ, chất lượng cùng với thuộc tính của đồ vật, cũng có thể xác nhận đồ vật tốt hơn. Tay không tấc sắt. Chỉ bằng vào con mắt, có thể nhìn ra cái gì? Trước không cần. Dọc theo tảng đá dạo qua một vòng, Trương Huyền xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng sờ một cái. Ông! Trong đầu lập tức xuất hiện một quyển sách. Ngón tay tiếp xúc thư tịch, con mắt rơi vào văn tự, đồng tử co rụt lại, thân thể không tự chủ được cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hạc lão, người này đáng tin cậy không? Thấy thanh niên kia cái gì cũng không dùng,
chỉ sờ một chút, Hồ phường chủ nhíu mày. Thân là phường chủ thương hội, dám bảo sư gặp qua không biết bao nhiêu, trẻ tuổi như vậy, hơn nữa dám định bảo vật như vậy, còn là lần đầu tiên thấy. Nhãn lực cao minh hơn ta không biết gấp bao nhiêu lần. Hạc lão gật đầu. Bức tượng vừa rồi, cũng là tảng đá, tranh vẽ trận pháp, đối phương liếc mắt cũng có thể nhìn ra, đủ để chứng minh thực lực. Cái tảng đá này, hẳn cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Thời điểm hai người trò chuyện, chỉ thấy thanh niên xoay đầu lại, bắp thịt toàn thân kéo căng. Thứ này, các ngươi từ nơi nào đạt được? Là một vị tán tu bán cho ta. Nghe hắn nói, hình như là đến từ trục tinh hải. Thấy bộ dáng của hắn, giống như nhìn ra cái gì, Hồ phường chủ nói. Trục tinh hải. Trong thư tịch của Lăng Vân kiếm các, chỉ có bố cục trong phạm vi kiếm các, trục tinh hải, chưa bao giờ thấy qua. Một trong sáu đại tông môn trục tinh cung. Thật ra là một đảo hoang trong hải dương, trục tinh hải, chính là hải dương xung quanh bọn họ. Thấy hắn không biết, Hạc lão giải thích. Trục tinh cung, Đỗ Thanh Diên, nắm đấm Trương Huyền siết chặt. Trước đó, Hàn Kiếm Thu Tông chủ từng nói qua, muốn biết càng nhiều sự tình của thần linh, trục tinh cung cung chủ Đỗ Thanh Diên là thí sinh tốt nhất, chỉ bất quá, đối phương chưa chắc sẽ nói. Dính dáng thần linh, ai cũng không nguyện ý nhiều lời. Hiện tại thứ này lại xuất hiện ở trục tinh hải. Sẽ có liên quan gì hay không? Trương huynh, có phải nhận ra tảng đá này hay không? Hạc lão nói. Từ vừa mới bắt đầu, thanh niên trước mắt này liền lộ ra không có chút rung động nào, hình như chuyện gì cũng không thể để hắn sinh ra gợn sóng, mà bây giờ bộ dáng kia. Chẳng lẽ nhận ra thứ này đến cùng là vật gì? Trương Huyền ép lại kích động trong lòng, gật đầu. Vật gì? Lần này không chỉ Hạc lão kích động, Hồ phường chủ cũng vội vàng nhìn lại. Đây là một thần huyết thạch. Nhắm mắt lại, Trương Huyền mở miệng nói. Thần huyết thạch. Hạc lão cùng Hồ phường chủ liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều sững sờ. Chữ thần này tuyệt đối không thể dùng linh tinh, tất nhiên sẽ gặp phải thần linh xóa bỏ. Thần huyết thạch, bọn họ nghe cũng không có nghe qua, trên thư tịch cũng chưa từng ghi chép. Thật có loại vật này. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Vừa rồi sở dĩ hắn kích động, cũng không phải bởi vì thứ này liên quan đến thần linh, mà là khả năng liên quan đến Lạc Nhược Hy. Sở dĩ nói như vậy, cũng không phải trên thư tịch viết ra tên của nàng, mà là chỉ có ba chữ thần huyết thạch, đằng sau ghi chép gì cũng không có. Sau khi thư viện tấn cấp, bảo vật tiên quân đỉnh phong cũng có thể nhẹ nhõm nhận ra, nhưng đồ vật liên quan tới Lạc Nhược Hy, nhiều nhất có thể dò xét cái tên, còn lai lịch, tất cả hoàn toàn không có. Giống như tảng đá trước mắt này. Giống như dây chuyền trên cổ, dùng thư viện lặng lẽ dò xét qua nhiều lần, xuất hiện thư tịch, cùng trước mắt không có gì khác nhau. Bởi vậy thần huyết thạch gì kia, vô cùng có khả năng liên quan đến nàng. Đương nhiên, chỉ bằng vào những thứ này, còn chưa đủ để xác định, nhưng tới gần tảng đá, dây chuyền trên cổ xuất hiện ấm áp, lại không phản ứng được, vậy thì thật sự choáng váng. Thần huyết thạch, liên quan đến thần linh. Cũng kìm nén không được. Hồ phường chủ nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Nếu như chỉ là bảo vật phổ thông, hắn có tự tin có thể bán đi giá cao, nhưng liên lụy đến thần linh. Có chút do dự. Làm người ở Di Khí Đại Lục, thần linh kiêng kỵ nhất chính là, lan ra sự tình cùng đồ vật có liên quan tới bọn hắn. Cái tảng đá này, thật muốn liên quan đến thần linh, ngang nhiên đấu giá, làm không cẩn thận sẽ dẫn tới thần điện chú ý. Đến lúc đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể gọi cái tên này, nhất định liên quan đến thần linh, còn hình thành thế nào, có công hiệu gì, ta cũng không rõ lắm. Trương Huyền lắc đầu. Thư viện chỉ xuất hiện cái tên, cũng không tỉ mỉ miêu tả thiếu hụt, bởi vậy thứ này có thể luyện chế thành vũ khí hay không, lại có bao nhiêu năng lực, cho dù là hắn cũng hoàn toàn không biết. Nhưng có thể khẳng định, thư viện cũng dò xét không ra tin tức hoàn chỉnh, nhất định liên quan đến thần linh. Cái này, Hồ phường chủ do dự. Đây chính là hắn dùng nhiều tiền mua, vì giám định, càng tốn vô số của cải, thật liên quan đến thần linh, nên làm cái gì? Bán hay không bán? Ngươi nói nó gọi thần huyết thạch, có bằng chứng gì không? Dừng lại một chút, Hồ phường chủ nghiến răng. Trương huynh không nên hiểu lầm, ta cũng không phải nghi ngờ ngươi, mà là có chữ kia, dính dáng cực lớn, ta không thể không cẩn thận. Bằng chứng? Biết ý nghĩ của đối phương, Trương Huyền nói. Có. Loại phương pháp nào? Hồ phường chủ vội nói. Rất đơn giản, nếu là thần huyết thạch,
khẳng định liên quan đến huyết dịch của thần linh, người có thể tìm huyết dịch tiên thú hung mãnh nhất trên đại lục tới thử một chút. Nếu như bản năng sinh ra sợ hãi, đã nói lên. Phán đoán của ta không sai lầm chút nào. Trương Huyền gật đầu. Hết chương 3642. Chương 3643. Thiên đạo công pháp chân tiên cảnh. Tuy không biết thuộc tính thứ trước mắt này, nhưng hắn đối với thánh thú, tiên thú hiểu rõ rất nhiều. Tảng đá kia đã có hai chữ thần huyết, nhất định liên quan đến huyết dịch thần linh, tiên thú cường đại tới đâu gặp phải, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Loại phương pháp này, là từ Lăng Vân kiếm các truyền tới. Trong đó kiếm thần đường, tiên thú lợi hại hơn nữa, cũng không dám tới gần. Chính là bởi vì trong đó có tổ sư khai phái lưu lại hai chữ kiếm thần. Cái này, ta hiện tại liền đi tìm. Phương pháp không khó, Hồ Phương chủ cùng Hạc lão nhìn nhau, cái trước gật đầu, vội vã rời đi. Hắn rất muốn xác định, đến cùng có phải thần huyết thạch hay không. Nếu như là thật, lần này coi như thua thiệt lớn, cũng không dám bán đấu giá. Dù sao tiền so sánh với mạng, người sau rõ ràng quan trọng hơn một ít. Không đến nửa canh giờ, Hồ Phương chủ cầm mấy cái bình ngọc đi tới. Mấy cái này đều là huyết dịch tiên thú tiên quân cảnh. Tiên thú tiên quân cảnh, số lượng không nhiều, tìm được một con, hơn nữa mang tới rất khó, nhưng huyết dịch không quá phức tạp. Huyết dịch tiên thú ẩn chứa năng lượng to lớn, đối với tăng cao tu vi cũng có trợ giúp rất lớn, chỉ cần nguyện ý bỏ tiền, còn rất dễ dàng mua được từ thông thần điện. Bình huyết dịch mặc hổ tiên thú này, trưởng thành là tiên quân đỉnh phong. Cầm qua một bình ngọc, một giọt máu đổ tới tảng đá. Mặc dù chỉ là một giọt máu, nhưng ẩn chứa linh lực nồng đậm, nặng nề giống như hoàng kim, lăng không nhỏ xuống, ép không khí phát ra vù vù vang vọng. Hô! Mắt thấy huyết dịch liền muốn rơi vào trên tảng đá, đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy, bay đến một bên, giống như thấy được đồ vật gì để nó sợ hãi, trốn ở một bên, phát ra thanh âm nghẹn ngào. Da mặt Hồ Phường chủ cứng đờ. Nếu như nói trước đó còn có nghi ngờ, giờ phút này trong lòng đã tin tưởng 7-8 phần. Hắn mua sắm mấy loại huyết dịch, mặc hổ tiên thú cường đại nhất, huyết dịch khác gặp nó đều run lẩy bẩy không dám gần, nhưng bây giờ, còn chưa tới trước tảng đá, liền bộ dáng này. Chứng minh trong viên đá nhất định tỏa ra một loại lực lượng để nó kính sợ. Trừ thần linh, thật đúng là không tưởng tượng ra được. Huyết dịch còn lại trong bình ngọc nhỏ lên, tất cả đều giống nhau như đúc, sợ hãi không dám tới. Quả nhiên là thần huyết thạch. Trong lòng không còn nghi ngờ, nhìn về phía thanh niên trước mắt tràn đầy kính sợ. Công cụ gì cũng không cần, liếc mắt liền nhìn ra liên quan đến thần huyết, nhãn lực của đối phương, quả thực mạnh mẽ đáng sợ. Thứ này, ngươi có biết, lúc nào đạt được, vị trí cụ thể ở nơi nào không? Trương Huyền không nói thêm lời, lúc này cũng dẹp loạn kích động trong lòng, nhìn lại. Lúc ta mua, người kia chỉ nói, trục tinh hải, cái khác thì không tiết lộ tỉ mỉ. Hồ Phường chủ lắc đầu. Người bán ra tảng đá này, bây giờ còn có thể tìm được không? Ta có chút nghi vấn muốn hỏi thăm. Trương Huyền nói. Ta thử một chút. Hồ Phường chủ lấy ra ngọc bài đưa tin cho đối phương, đợi một hồi, nhưng không trả lời tin tức, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn bán cho ta tảng đá, liền biến mất, hẳn là sẽ liên lạc không được. Trương Huyền than thở. Còn tưởng rằng có thể tìm được đối phương, hỏi thăm một chút, tìm được vị trí cụ thể, đi qua tự mình thăm dò, hiện tại xem ra là không thể nào. Lại hỏi thăm vài câu, cũng không đạt được đầu mối hữu dụng, Trương Huyền kìm lòng không được có chút thất lạc. Vậy ngươi có biết, tảng đá này, đối phương đạt được, đại khái thời gian bao lâu không? Trương Huyền hỏi. Ta mua lại, tiếp cận một tháng, lúc đó hắn nói, đạt được hơn một tháng. Nói cách khác, tảng đá này đến trong tay hắn, đến bây giờ, đã có 2 tháng thời gian. 2 tháng. Trương Huyền sửng sốt, nắm đấm lần nữa siết chặt. Lạc Nhược Hy ở danh sư đại lục hơn 1 năm. Sau khi nàng rời đi, bản thân lại đợi 3-4 tháng, mới đi vào thượng thương. Dựa theo thời gian ở thượng thương cùng danh sư đại lục 10:1, 1 năm rưỡi, tương đương với thượng thương hơn 50 ngày. Đi tới thượng thương cũng qua hơn 10 ngày, tính toán đâu ra đấy, vừa vặn hơn 2 tháng. Thoạt nhìn, thứ này vô cùng có khả năng liên quan đến nàng. Đương nhiên, phải hay không phải, còn cần tự mình đi trục tinh hải điều tra. Rõ ràng những thứ này, thở ra một hơi, Trương Huyền tiếp tục hỏi. Hồ Phường chủ, người nơi này có công pháp chân tiên cảnh tu luyện không? Số lượng càng nhiều càng tốt, cho ta xem một chút.
ta chỉ liếc mắt nhìn là được, sẽ không sao chép, cũng sẽ không mang đi. Tới hỗ trợ giám định bảo vật, mục đích sẽ vì cái này, mà muốn đi trục tinh hải, tìm kiếm tung tích của Lạc Nhược Hy. Tu vi cực kỳ quan trọng. Chỉ có đến chân tiên, mới coi như có năng lực tự vệ. Công pháp chân tiên cảnh tu luyện. Thấy hắn đưa ra yêu cầu này, Hồ Phường chủ dừng lại một chút, gật đầu. Thứ này chỗ ta có một ít, đều là phòng đấu giá ghi chép bản sao. Nếu như Trương Huynh muốn nhìn, vui vẻ còn không kịp. Vị trước mắt này, ngay cả đồ vật như vậy cũng có thể nhận ra, giám định thuật mạnh mẽ, làm người ta líu lưỡi. Nếu như có thể lôi kéo đến thương hội bọn họ, về sau bất kỳ bảo vật gì cũng sẽ không xuất hiện sơ suất. Bởi vậy, đối phương nói chuyện, lập tức đáp ứng. Huống chi đối phương chỉ là nhìn một chút, cũng không phải sao chép. Đa tạ phường chủ. Thấy hắn đồng ý, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhìn về phía tảng đá cách đó không xa. Thần huyết thạch này, dính dáng thần linh, phường chủ tốt nhất không nên đấu giá, tìm trận pháp đặc thù phong tồn, tuyệt đối không nên để tin tức tiết lộ. Nếu như về sau, ta xác thực biết phương pháp luyện chế hoặc phương pháp sử dụng, sẽ nói tỉ mỉ cho phường chủ. Làm phiền Trương Huynh. Hồ Phường chủ vội vàng gật đầu. Thật ra thì không cần đối phương nói, hắn cũng đã sớm quyết định. Đồ vật dính dáng thần linh, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tiết lộ. Tuy tu vi đạt đến nửa bước tiên quân, nhưng so sánh với cường giả thần điện. Kém không biết bao nhiêu, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mấu chốt nhất là, coi như thần điện mặc kệ, cường giả 6 đại tông môn biết tin tức, khẳng định cũng sẽ tới. Hắn chỉ là thương nhân, đối diện với mấy cái này, khẳng định không chống lại được. Phiền phức như vậy, không bằng phong tỏa tin tức, cái gì cũng không nói. Sắp xếp người cất thần huyết thạch, Hồ Phường chủ mang theo Trương Huyền đi tới một gian phòng. Bên trong quả nhiên rậm rạp chằng chịt bầy không biết bao nhiêu thư tịch, tuy số lượng kém trưởng lão điện, nhưng cũng rất nhiều. Chỉ có hơn 70 bản. Rất nhanh thu nhận trong óc, Trương Huyền lắc đầu. Thư tịch rất nhiều, nhưng đến chân tiên cảnh, chỉ có hơn 70 bản. Hơn 600 bản cũng còn lại 7 chỗ thiếu hụt, coi như hơn 70 bản nữa, khả năng tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Chính xác. Hô khẽ một tiếng, thư viện lay động, hơn 70 bản cùng trước đó siêu tập dung hợp lại với nhau. Không ôm hy vọng quá lớn cầm lấy thư tịch, liếc mắt nhìn, con mắt kìm lòng không được sáng lên. Trước đó còn thừa lại 7 chỗ thiếu hụt, vậy mà toàn bộ bổ sung, thiên đạo công pháp chân tiên cảnh trong tay, vậy mà hoàn mỹ vô khuyết, không còn sơ hở. Cái này, Trương Huyền có chút không dám tin tưởng. Vốn nghĩ hơn 70 bản, có thể bổ sung một hai nơi là tốt lắm rồi, toàn bộ bổ sung xong, đến cùng làm sao làm được. Vội vàng lật xem 70 bản mới thu một lần, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Phòng đấu giá siêu tập những cái này, dù không mạnh mẽ bằng kiếm các, nhưng đều là loại pháp quyết thưa thớt, kỳ quái, loại này dùng chính là bàng môn tả đạo, đi cũng không phải con đường tu luyện bình thường. Nguyên nhân chính là như vậy. Mới có thể bán ra giá cao, để rất nhiều tu luyện giả vây đỡ. Kiếm các hơn 600 bản, thiên hướng chính thống, hơn 70 bản này kiếm tẩu thiên phong. Cả hai bổ sung, thiên đạo công pháp liền triệt để hình thành. Không biết Trương Huynh muốn xem thư tịch phương diện nào, ta có thể lấy ra. Hồ Phường chủ cười nói. Ta đã xem xong, đa tạ. Trương Huyền ôm quyền. Xem xong. Hồ Phường chủ ngẩn ngơ. Hai người vừa mới đi vào. Thanh niên trước mắt này cũng chỉ nhìn lướt qua thư tịch trước mặt. Giống như mang đối phương đi thanh lâu, bên này quần còn không có cởi ra, bên kia liền đứng dậy, nói cho người khác biết đã chơi xong. Quá nhanh à! Người xác định là tới chơi gái. À không, là đến xem sách. Có cần nhanh như vậy hay không? Ta chỉ là có chút nghi vấn khó xử lý trên việc tu luyện, không nghĩ thông, muốn tới đây tìm kiếm thư tịch, nhìn có thể dung hội quán thông hay không? Nhìn thấy những sách này của ngươi. Phát hiện cùng ta đều không thích hợp, đi nhìn, nhiễu loạn tư tưởng, còn không bằng không nhìn. Trương Huyền cười nói, cái này, cũng đúng, những công pháp này của ta cùng pháp quyết chính thống của kiếm các, có không ít khác biệt. Nghe được lý do này, Hồ Phường chủ gật đầu. Tu luyện, cũng không phải học càng nhiều càng tốt, tham thì thâm, không ít nhìn sách nhiều, ngược lại không cách nào phân biệt thật giả, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Trương Huynh. Lần này nhờ có người phân biệt ra thần huyết thạch, để cho ta miễn trừ tai họa, chỉ là một chút tâm ý, mong không nên từ chối. Rời phòng, Hồ Phường chủ đưa tới một túi thông thần tệ, xem ra chừng trên trăm.
một hơi lấy ra nhiều như vậy, vì lôi kéo Trương Huyền, cũng coi như bỏ hết cả tiền vốn. Phường chủ khách khí, ta cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Khoát tay áo, Trương Huyền không có tiếp thu. Quân tử thích tiền, ăn cướp là được. Chút thông thần tệ ấy, hắn còn chướng mắt. Đương nhiên, chủ yếu là không muốn cùng đối phương có nhân quả quá sâu. Cáo từ, về sau có cơ hội gặp lại. Thoái thác đối phương thịnh tình chiêu đãi, Trương Huyền xoay người rời thương hội. Lần này tới mục đích là tìm kiếm công pháp, bổ sung thiên đạo pháp quyết chân tiên cảnh, hiện tại hoàn thành, nên trở về tìm Bạch Nguyễn Khanh, đồng thời mau chóng tăng cao tu vi. Chỉ cần đến chân tiên cảnh đỉnh phong, phối hợp thanh kiếm kia, cường giả tiên quân đỉnh phong cũng có thể chiến một trận, lại đi trục tinh hải, tìm kiếm tung tích Lạc Nhược Hy, cũng không cần phải lo lắng. Rời đi thương hội mới phát hiện, bên ngoài trời đã đen, minh nguyệt huyền phù, tinh thần lấp lóe, bốn phía tĩnh mịch. Dọc theo đường phố, đi tới thông thần điện, mới đi không có mấy bước, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Người nào? Vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy đường phố trước mắt nguyên bản bằng phẳng, một hồi vặn vẹo, tất cả kiến trúc giống như trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở vùng hoang vu, ngay sau đó vài bóng người bất ngờ xuất hiện ở phía trước. Đợi. Hết chương 3643. Chương 3644. Đột phá chân tiên. Lực lượng không gian. Trương Huyền sầm mặt lại, lông tơ toàn thân dựng lên. Loại tình huống trước mắt này, đổi lại những người khác, cho dù là chân tiên cảnh, thậm chí tiên quân cảnh phổ thông, cũng chưa chắc có thể nhận ra, nhưng hắn từ danh sư đại lục tới, lúc trước đã sớm nắm trong tay lực lượng không gian, biết nguồn gốc một màn này. Là sử dụng lực lượng không gian, phong bế bốn phía. Nói cách khác, hiện tại hắn đã bị bắt đến một không gian đặc thù, ở đây, coi như huyên náo động tĩnh lại lớn. Bên ngoài cũng sẽ không có người phát giác. Ở danh sư đại lục, chỉ cần là cổ thánh, có thể tùy ý điều động lực lượng không gian. Nhưng ở thượng thương, cường giả tiên quân cảnh cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Bây giờ lại bị bắt tới, chẳng lẽ? Vội vàng nhìn về phía mấy bóng người đi tới, hết thảy bốn vị, tất cả đều mặc trường bào màu đen, thấy không rõ dung mạo, trên người tỏa ra khí tức vắng lặng, cho người ta một loại cảm giác đến từ địa ngục. Ba vị chân tiên đỉnh phong, một vị tiên quân. Trương Huyền lạnh cả người. Hắn chỉ có hư tiên cảnh đỉnh phong, coi như thiên đạo công pháp vô địch, có thể chống lại cường giả chân tiên cảnh, nhưng ba vị đỉnh phong, một vị tiên quân, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đây là người nào? Vì sao muốn giết mình? Các ngươi muốn tới giết ta? Tâm cảnh vận chuyển, vẻ hốt hoảng tiêu hết, trên mặt không vui không buồn, Trương Huyền cau mày hỏi. Trên người đối phương sát cơ cường thịnh, người bình thường cũng không che giấu được, huống chi minh lý chi nhãn. Giao cho ngươi, ghi nhớ lời nói của chủ nhân. Cũng không giải thích, cường giả tiên quân cảnh nhìn về phía một vị chân tiên cảnh đỉnh phong cách đó không xa nói. Vâng, nghe được mệnh lệnh, một vị chân tiên cảnh thân ảnh run rẩy đi tới trước mặt, năm ngón tay mở ra, lăng không áp bước tới. Lực lượng cuồng bạo như vòi rồng bao phủ, còn chưa tới trước mặt, Trương Huyền liền cảm thấy ngực khó chịu. Có chút không thở nổi. Thật mạnh. Đồng tử co rụt lại, lỗ chân lông toàn thân nổ tung. Tuy không chân chính chiến đấu qua với cường giả chân tiên cảnh, nhưng ở thông thần điện, trưởng lão điện cùng cường giả cấp bậc cao hơn tỷ thí kiếm thuật, đối với tu vi bọn hắn đã có khái niệm. Mặc dù hắn là hư tiên, có thể dựa vào thiên đạo công pháp và chân khí đối kháng chân tiên cảnh đỉnh phong, không thành vấn đề. Bây giờ lại có chút hô hấp không ra, người trước mắt này, tuyệt không phải chân tiên phổ thông. Thực lực chân chính, chỉ sợ so với tiên quân bình thường, chỉ mạnh không yếu. Lui. Tình cảnh nguy cấp, thời gian không cho phép suy nghĩ nhiều, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, cấp tốc lui về phía sau, đồng thời chập ngón tay làm kiếm, điểm về phía trước. Rầm. Thiên đạo chân khí hình thành kiếm khí, giống như thực chất, thời gian nháy mắt liền phá vỡ lực lượng công tới của đối phương, đâm tới mi tâm của người áo đen chân tiên cảnh. Đối phương muốn giết hắn, hơn nữa còn có cường giả tiên quân cảnh tỏa chấn, bởi vậy vừa ra tay, cũng không có lưu tình, dùng ra lực lượng mạnh nhất. Kiếm khí sắc bén vô song, ẩn chứa lý giải đối với kiếm đạo của hắn, lại xuất hiện bất ngờ như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, người trước mắt này sẽ bị tùy tiện chém giết, chỉ cần giết cái này, hoàn toàn có thể thừa dịp đối phương không có vây tới, nghĩ biện pháp trốn khỏi không gian phong tỏa, nhân cơ hội bỏ trốn. Coi như có chút bản lĩnh. Xem ra lần này tới, không tính quá vô vị. Thời điểm kiếm khí sắp đâm vào mi tâm đối phương, người áo đen đối diện nhẹ nhàng cười một tiếng,
ngón tay bóp một cái, kiếm khí đâm đến giống như rắn bị bắt lại bảy tấc, bất kể giãy giụa như thế nào, cũng chạy trốn không xong. Khuôn mặt Trương Huyền trầm xuống. Tuy kiếm khí của hắn không có ẩn chứa thần chi kiếm ý, nhưng tu luyện chính là thiên đạo công pháp, uy lực vô cùng cường hãn, vừa rồi đột nhiên sử dụng ra, đệ tử hạch tâm của Lăng Vân kiếm các cũng sẽ bị nhất kích tất sát. Đối phương lại đưa tay nắm lại, tựa như bắt trùng. Nên mạnh bao nhiêu? Đi! Ngay thời điểm khiếp sợ, người áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm lại kiếm khí, thay đổi phương hướng thẳng tắp đâm tới. Hô! Vội vàng lui về phía sau, thân thể Trương Huyền co lại. Phốc! Bả vai xuất hiện vết máu, máu tươi chậm rãi chảy ra. Kiếm khí của mình công kích đối phương, lại bị đối phương bắt tới phản kích, để hắn bị thương. Phản ứng rất nhanh. Thấy không có đánh giết hắn, người áo đen dường như cũng rất kỳ quái, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thiếu hụt. Đè nén khiếp sợ trong lòng, hít sâu một hơi, trong đầu Trương Huyền thở nhẹ. Thực lực của đối phương, thực sự quá quái dị, tìm kiếm thiếu hụt, tiến hành sử dụng, có lẽ mới có thể phá giải tình thế nguy cấp trước mắt. Ông. Thư viện lắc lư một cái, nhưng không xuất hiện thư tịch. Cái gì? Cơ bắp Trương Huyền kéo căng. Thư viện không cách nào xuất hiện thư tịch, chứng minh. Đối phương hoặc là vượt qua thiên đạo, hoặc có phương pháp đặc thù che đậy thiên cơ. Chẳng lẽ là không gian gấp này? Lúc ở danh sư đại lục, ở thiên cơ sư công hội cũng gặp phải loại tình huống này, hiện tại thân ở trong không gian gấp, vô cùng có khả năng, đối phương dùng chính là thủ đoạn tương đồng. Thiên cơ bị che đậy, thư viện không có bất kỳ tác dụng nào, muốn điều tra đối phương thiếu hụt, liền thành trang trí. Chẳng lẽ đối phương biết mình có thư viện, cố ý bố trí loại mai phục này? Chắc là, sợ bị người khác biết, đặc biệt là Lăng Vân kiếm các, bởi vậy cố ý che đậy thiên cơ. Rất nhanh hiểu được, thư viện trừ Lạc Nhược Hy, không có người biết, không có khả năng bởi vì việc này, đối phương làm như vậy, chắc là sợ cường giả Lăng Vân kiếm các phát hiện, từ đó nhúng tay. Nghe nói người am hiểu dùng kiếm, vậy ngươi xem kiếm thuật của ta đến cùng thế nào. Tất cả tư tưởng ở trong đầu xoay tròn rất nhanh, chỉ thấy người áo đen trước mắt cong ngón tay bắn ra. Ô ô ô, năm đạo kiếm khí từ năm ngón tay bắn ra, tựa như ngũ thải cầu vồng, đâm về năm nơi huyệt đạo trên người. Mũi chân điểm một cái, thân ảnh Trương Huyền tránh qua một bên. Thiên đạo thân pháp, giống như quỷ mị. Hắn nhanh, năm đạo kiếm khí càng nhanh, bất kể né tránh như thế nào, tựa như quyết định, theo sát mà tới, làm sao cảm giác thoát khỏi không xong. Lực khống chế thật mạnh. Trong lòng Trương Huyền lại không may mắn. Tu Vi đi đến loại cảnh giới như hắn, tự nhiên biết chiêu này của đối phương, cũng không phải là kiếm khí đi theo, mà là kiếm ý khóa chặt. Đối phương dùng kiếm ý, khóa chặt bản thân, cho nên vô luận trốn như thế nào, cũng khó có khả năng tránh thoát. Chiêu này hắn cũng biết, nhưng nhất định phải sử dụng thần chi kiếm ý mới có thể làm được. Đối phương dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành, kiếm pháp mạnh mẽ, vậy mà lợi hại hơn đám người Bạch Nguyễn Khanh rất nhiều. Lăng Vân kiếm các. Là nơi am hiểu dùng kiếm nhất thượng thương, kiếm thuật có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Trong đó người có thể cùng hạch tâm đệ nhất chiến mình, cũng không bằng vị trước mắt này. Hắn đến cùng là ai? Lại từ đâu mà tới, vì sao muốn giết mình? Các ngươi là người thần điện. Nghĩ tới cái gì, đáy lòng Trương Huyền lạnh ngắt. Trước đó Hàn Kiếm Thu Tông Chủ đặc biệt nói qua, chuyện của hắn không thể tiết lộ, nếu không thần điện tất nhiên sẽ để mắt tới, làm không cẩn thận sẽ còn bị giết. Lúc đó còn cho rằng có chút dọa người, không phải là thật. Hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng. Nếu không, đối phương đến cùng làm thế nào biết thân phận của mình, sao lại tới nhanh như vậy, trực tiếp xác nhận, không có chút nghi ngờ nào. Hô! Không có trả lời lời nói của hắn, người áo đen lần nữa cong ngón tay búng một cái, lại có mấy đạo kiếm khí đâm tới. Mấy đạo này cùng năm đạo trước mặt điệp ra, lực lượng nhất thời tăng lên không chỉ một lần. Ngay lúc sắp phá vỡ phòng ngự của hắn, đâm xuyên thân thể. Vỡ! Ngực bỗng nhiên nhô lên, chân khí từ huyệt đạo của Trương Huyền phun ra, tiến lên đón. Không thể đợi thêm nữa. Liên tục lui về phía sau mấy bước, ngực đau rát. Vì chặn lại kiếm khí của đối phương, áp xúc chân khí trong cơ thể, cưỡng ép tuôn ra, chỉ lần này liền bị thương nhẹ. Thấy đối phương thành thạo, còn không có hạ sát chiêu, Trương Huyền biết chậm trễ nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Hít sâu một hơi, lập tức lấy ra một viên tiên nguyên đan thượng phẩm nuốt vào cổ họng. Cô cục cục. Trong cơ thể sôi trào, tựa như nồi hơi.
thấy hắn sắp bị giết, không nghĩ tới chạy trốn được, lại còn uống thuốc, người áo đen sửng sốt một chút, đang muốn tiếp tục công kích, liền cảm thấy chân khí trong cơ thể thanh niên trước mắt, giống như tích góp đến cực điểm, đột nhiên nổ tung. Ầm, tựa như sấm sét vang động, tu vi hư tiên cảnh đỉnh phong chớp mắt công bị đột phá. Thực lực của Trương Huyền đã sớm đi đến hư tiên cảnh đỉnh phong, nếu có công pháp, sớm đã là cường giả chân tiên cảnh, giờ phút này tình cảnh nguy cấp, lại không để ý tới cái khác, tu vi tăng lên lại nói. Lâm trận đột phá, có ý tứ. Người áo đen sững sờ, chẳng qua cũng không khiếp sợ, ngược lại lông mày nâng lên, công kích lần nữa đi tới. Giết một tiểu gia hỏa hư tiên cảnh, cũng không làm được mà nói. Lần sau nhiệm vụ gì cũng không có. Ầm ầm. Lần này lực công kích mạnh hơn, kiếm khí càng thêm sắc bén, tuy không dùng binh khí, nhưng lực lượng ở đầu ngón tay hắn giống như tăng lên gấp đôi, trong tích tắc liền phá không tới, thẳng đến ngực Trương Huyền. Hô! Trương Huyền đứng tại chỗ không nhúc nhích, phun ra một ngụm chọc khí, chân tiên cảnh quả nhiên mạnh mẽ hơn hư tiên cảnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tiên lực của hư tiên cảnh giống như bông tuyết, tích tụ cùng một chỗ, dù cao núi như, vật nặng rơi lên cũng sẽ xuất hiện cái hố to. Chân tiên cảnh khác biệt, bông tuyết hòa tan, biến thành dòng sông, dù mật độ vẫn không bằng tảng đá, không bằng sắt thép, nhưng có thể liên tục không ngừng, uy lực tăng không chỉ một lần. Hơn nữa, không chỉ lực lượng tăng thêm, linh hồn, thân thể đều được rèn luyện, phản ứng càng thêm nhanh chóng, tư duy cũng càng thêm nhạy bén. Thấy kiếm mang đi tới trước mặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm rách lồng ngực, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng tránh thoát, đầu ngón tay bỗng nhiên đâm một cái. Rầm. Hàn mang xuất hiện, lớn chừng cánh tay, vọt tới người áo đen. Đồng dạng là kiếm mang, nhưng đạo lực lượng này, so với vừa rồi hùng hồn không biết gấp bao nhiêu lần, tựa như hồng lưu. Hừ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, lăng không đập xuống. Không biết chiêu số gì, so với kiếm khí vừa rồi mạnh mẽ gấp mấy lần, không khí bị xé nứt, kiếm khí của Trương Huyền còn chưa tới trước mặt, đã từng khúc tan rã. Mặc dù tu vi hắn đột phá đến chân tiên cảnh, cũng chỉ là chân tiên cảnh sơ kỳ, đối phương là đỉnh phong, vẫn kém một đoạn. Nên kết thúc. Một chiêu để kiếm khí của Trương Huyền giãn nứt, trên mặt người áo đen hiện lên cười lạnh, lực lượng toàn thân ép xuống, vừa định bắt thanh niên trước mắt, đột nhiên cảm thấy lỗ chân lông toàn thân trong nháy mắt nổ tung, một cảm giác nguy hiểm xông lên óc, để lông tơ toàn thân hắn nổ lên. Vội vàng nhìn về phía trước, ngay sau đó nhìn thấy dưới kiếm mang bị đánh tan. Chẳng biết lúc nào ẩn giấu một thanh trường kiếm, đã đi tới trước ngực. Hết chương 3644. Chương 3645. Hồ lô nuốt kiếm. Người áo đen biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Không nghĩ tới, vừa rồi kiếm khí của đối phương chỉ là hư chiêu, sát chiêu chân chính ẩn giấu ở trong kiếm khí. Cũng chính là thanh trường kiếm này. Vũ khí tiên quân cảnh. Chuôi kiếm này của đối phương, mang theo tiêu sát chi khí. Vậy mà đã đạt đến tiên quân. Loại binh khí này, mỗi một cái đều có linh tính thuộc về mình, mang theo kiên quyết, thần phục một hư tiên. Làm sao có thể? Bất quá lúc này, không phải lúc nghĩ những thứ kia, cánh tay nâng lên, thân thể nhanh chóng thối lui. Chạy đi đâu? Lông mày dương lên, thần chi kiếm ý trong cơ thể Trương Huyền lập tức khởi động, trường kiếm trong tay trở nên mơ hồ, tựa như huyễn ảnh, thật giống như chân trời bay tới đám mây, tới lui theo gió. Không lưu bất luận tung tích gì. Phốc, máu tươi rơi vãi, người áo đen kêu thảm một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cánh tay của đối phương bị chém xuống, máu chảy ra. Chém xuống cánh tay của đối phương, Trương Huyền cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại vẻ mặt càng thêm u sầu. Mượn kiếm khí, sử dụng đồng thường kiếm, thúc giục thần chi kiếm ý, hầu như tất cả át chủ bài ra hết. Vốn cho rằng có thể nhất kích tất sát, nằm mơ cũng không ngờ tới. Mới chém xuống một cánh tay. Lúc trước Khổng Thi Giao, cùng cấp bậc tựa hồ cũng kém xa tít tắp. Ngươi vậy mà có thể gây tổn thương cho ta. Nhìn cánh tay rơi trên mặt đất, người áo đen dường như cũng khó tin, vẻ mặt trở nên dữ tợn, gào lên một tiếng, trên cái tay còn lại, bất ngờ xuất hiện một thanh trường kiếm. Vừa rồi hắn một mực không dùng binh khí, là cho rằng đối phương không đáng, hiện tại rốt cuộc minh bạch, lại không dùng kiếm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dầm. Trường kiếm xuất hiện, trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, không gian giống như bị xé nứt, xuất hiện thanh âm nghẹn ngào, kiếm khí màu vàng óng lan ra vài chục trượng, bổ về phía Trương Huyền. Vũ khí tiên quân cảnh. Trương Huyền lui về phía sau.
kiếm trong tay đối phương, vậy mà giống như đồng thường kiếm, cũng đạt tới tiên quân cảnh. Vũ khí tiên quân cảnh vô cùng kiêu ngạo, nếu như không phải hồ lô, hắn không có khả năng thuần phục, đối phương chân tiên cảnh đỉnh phong, vậy mà cũng có thể thành công luyện hóa. Quả thực đáng sợ. Lần nữa lấy ra hai viên tiên nguyên đan thượng phẩm nuốt vào yết hầu. Dù đột phá đến chân tiên sơ kỳ, nhưng thực lực của đối phương bày biện ở nơi đó, vượt qua một cái cũng khó khăn, huống chi còn thừa lại ba người. Một bên tránh né kiếm mang, một bên nhìn về phía mấy người còn lại, sợ bọn họ nhân cơ hội đánh lén, lại thấy ba người tất cả đều đứng ở cách đó không xa, không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như đồng bạn đứt cánh tay không tồn tại, mảy may không để ý. Như vậy tốt nhất. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tránh thoát kiếm mang, trường kiếm lay động, liên tục bổ ra. Đương 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 đương. Song kiếm giao chiến, không khí bốn phía nổ tung, hồn lực, chân khí, thân thể của Trương Huyền toàn bộ vận chuyển, lực lượng trên cánh tay dường như có thể xé rách tinh cầu, nhưng mỗi một chiêu đều bị đối phương chặn lại. Kẻ trước mắt này, lực lượng tựa như vô cùng vô tận, bất luận công kích như thế nào cũng sẽ bị đỡ được. Vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn từ bắt đầu tu luyện, chính là thiên đạo công pháp, cơ sở vô cùng vững chắc, càng trải qua phong thánh kiếp, tu luyện công pháp khổng sư. Tu vi vượt cấp giết địch dễ như trở bàn tay. Nhưng cùng vị trước mắt này, cấp bậc tương đồng, vũ khí tương đồng, vậy mà cùng mình thế lực ngang nhau. Quá cường đại đi. Dù còn kém đối phương mấy tiểu cấp bậc, nhưng đều là chân tiên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lăng Vân kiếm các, vị hạch tâm đệ nhất Hà Tĩnh Hiên kia, cũng hoàn toàn không làm được. Thậm chí tông chủ Hàn Kiếm Thu, có thể làm được hay không, cũng không nhất định. Xem ra không cần đoán, khẳng định là người thần điện. Trừ nơi khiến sáu đại tông môn cũng sợ hãi kia, địa phương khác, không có khả năng xuất hiện cường giả lợi hại như thế. Kịch đấu như vậy, đừng nói giết chết bọn hắn, khả năng thật sẽ chết ở chỗ này. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể cấp tốc tiêu hao, cho dù nuốt thiên nguyên đan thượng phẩm, tốc độ cũng xa xa không bằng. Vẻ mặt Trương Huyền càng ngày càng ngưng trọng. Đối phương mạnh mẽ vượt ra khỏi tưởng tượng, tiếp tục nữa, chân khí tiêu hao hầu như không còn, chạy trốn cũng không làm được. Nhất định phải nhanh tìm tới sơ hở của không gian gấp, nghĩ biện pháp chạy trốn mới được. Đối phương còn có ba người không có động thủ, càng có một vị cường giả tiên quân, cùng một chân tiên đánh thành như vậy, không trốn đi, chỉ còn một con đường chết. Mà muốn chạy trốn, nhất định phải rời khỏi nơi này. Chỉ cần thành công, dựa vào phù lục ngụy trang thần kỳ của Lạc Nhược Hy, lẫn vào đám người, đối phương còn muốn tìm, gần như không có khả năng. Đối phương đã dùng thứ này bắt mình vào, đã nói lên không muốn để cho càng nhiều người biết, trốn đi nơi này, gần như liền an toàn. Chỉ là, thư viện ở đây không thể dùng, làm sao tìm được thiếu hụt. Minh Lý chi nhãn, đồng tử hiện lên hoa văn, tìm kiếm bốn phía. Rất nhanh lắc đầu, thứ này có thể áp chế thư viện. Dù Minh Lý chi nhãn không yếu, muốn xem ra sơ hở, vẫn không làm được. Ta lĩnh ngộ qua lực lượng không gian, dù không gian ở danh sư đại lục không có cách nào so sánh với nơi này. Nhưng cũng có chỗ tương đồng. Trong đầu cẩn thận nhớ lại, trước đó lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lần nữa nhìn về phía trước. Một cái nháy mắt, Minh Lý chi nhãn chiếu rọi, không gian giam cầm giống như lần nữa biến thành hạt căn bản đặc thù. Nơi này, tựa hồ có chút yếu kém. Rất nhanh phát hiện một chỗ hạt căn bản rõ ràng khác biệt địa phương khác, trường kiếm của Trương Huyền đâm một cái, đánh người áo đen liên tiếp lui về phía sau, trở tay đâm tới địa phương yếu kém. Đinh! Phát ra một tiếng kim thiết giao kích, Trương Huyền cảm thấy đối diện có một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn đến, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Hô! Địa phương vừa rồi đâm chúng vặn vẹo, một bóng người bất ngờ xuất hiện. Cửu hỏa trưởng lão! Trương Huyền sững sờ. Không phải người khác, chính là Lăng Vân kiếm các cửu hỏa trưởng lão, cùng hắn tỉ thí qua, bị ngược rất thảm. Đối phương một mực đi theo đằng sau Trương Huyền, bảo vệ hắn, nhìn thấy bị tóm vào không gian gấp, muốn vọt qua, đáng tiếc không gian của đối phương quá cường đại, cho dù hắn là cường giả tiên quân cũng tìm không được, vẫn là Trương Huyền đâm trúng không gian sơ hở, mới để cho hắn thuận lợi đi vào. Đi vào không gian, cửu hỏa trưởng lão cầm trường kiếm trong tay, nhìn thấy Trương Huyền không tổn hao gì. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không có việc gì liền tốt. Nói xong ngăn ở phía trước, nhìn về phía mấy người trước mắt. Đường đường tiên quân, chân tiên của thần điện, lại đi đối phó một hư tiên nho nhỏ, chuyển đi có hại thanh danh a. Cửu hỏa trưởng lão nói.
Trương Huyền còn có chút không xác định đối phương có phải cường giả thần điện hay không, hắn một cái liền nhận ra được. Giết, không được tiết lộ tin tức. Không có trả lời hắn, vị tiên quân kia quay đầu nhìn về phía hai vị cường giả chân tiên cảnh trước mặt. Vâng, hai người đồng thời ôm quyền. Hô, hô, không chần chờ chút nào, lòng bàn tay hai người đồng thời nhiều ra hai thanh trường kiếm, giống như người áo đen vừa rồi, đều đạt đến tiên quân. Kiếm ra, người động, sau một khắc, hai bên trái phải đi vào trước mặt cửu hỏa trưởng lão. Đinh 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 đinh, ba người giao chiến cùng một chỗ. Cái này, liếc mắt nhìn, lông mày Trương Huyền nhảy lên. Hai chân tiên cảnh đỉnh phong, cùng cửu hỏa là tiên quân cảnh đỉnh phong đối chiến, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn mơ hồ chiếm ưu thế. Tình huống bình thường, chân tiên cùng tiên quân, giống như đại thánh cùng cổ thánh, có khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. Một tiên quân sơ kỳ, có thể tùy ý quét ngang hơn 10 chân tiên đỉnh phong. Đối phương hai chân tiên, liền đối kháng tiên quân đỉnh phong. Tận mắt nhìn thấy, cũng có chút khó tin. Bất quá thời gian không cho phép hắn nhìn nhiều, người áo đen mới vừa rồi bị hắn chém rụng cánh tay lần nữa đi vào trước mặt, từng kiếm đâm nhanh. Trương Huyền liên tục lui về phía sau. Đối phương trọng thương, không những sức chiến đấu không có yếu bớt, ngược lại giống như kích phát vật gì đó trong cơ thể, trở nên càng thêm cường đại, một kiếm tiếp lấy một kiếm, gần như điên cuồng. Hồ lô, đừng giả bộ chết. Bị chấn cánh tay run lên, Trương Huyền nhịn không được nữa truyền âm qua. Chuyện gì? Hồ lô lười biếng dạo chơi ở trong đan điền. Ngươi không phải muốn ăn trường kiếm ư, đi ra nuốt kiếm của tên này cho ta. Trương Huyền nói. Cái tên này, trước đó dành ăn đồng thường kiếm, bây giờ đối phương công kích lợi hại như vậy, chỉ cần nuốt kiếm, dựa vào khả năng hiện giờ, chém giết không khó lắm. Được. Hồ lô giãy giụa một chút. Đây chính là ngươi nói, đừng chờ ta ăn, lại để cho ta phun ra. Sẽ không. Trương Huyền nói. Ngươi để cho ta nuốt trường kiếm tiên quân đúng không, ta thật sẽ động thủ. Hồ lô nói tiếp. Bớt nói nhảm, động tác nhanh lên. Trương Huyền tức giận quát. Cái tên này, thật sự là nói nhiều. Nếu không phải không biết cấp bậc của đối phương, bố lại chém không ra, khẳng định đã sớm mạnh mẽ dạy dỗ nó một trận. Ừm. Thấy hắn đáp ứng, lúc này hồ lô mới lần nữa giãy giụa một chút, lộ ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Cho ta khuất nhục, nhất định phải để cho ngươi trả lại. Bên này câu thông với hồ lô, người áo đen đối diện thấy hắn suy nghĩ viển vông, tức giận đến hàm răng sắp cắn nát. Gào lên một tiếng, trường kiếm lần nữa điên cuồng bổ xuống. Kiếm pháp của hắn lăng lệ, hung mãnh, mỗi một kiếm đều mang quy tích đặc thù, khác biệt thiên đạo kiếm pháp, nhưng lại có uy lực cực mạnh. Hẳn là chiêu số đặc thù của thần điện. Hô! Ngay thời điểm kiếm chém xuống, trước mắt đột nhiên hoa một cái, lòng bàn tay buông lỏng, trường kiếm trong tay giống như không còn tồn tại, biến mất không thấy gì nữa. A! À, người áo đen lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Mở to hai mắt nhìn, vội vàng nhìn lại trong tay, giống như gặp quỷ. Chuôi kiếm này, là hắn hao tốn vô số tâm huyết luyện hóa, mới vừa rồi còn trong tay, làm sao thời gian nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Vội vàng quay đầu tìm bốn phía, trống không, không phát hiện bất kỳ tung tích nào. Đang thi triển kiếm pháp, nắm ở trong tay mình, kết quả, kiếm không thấy. Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì không? Kiếm đâu? Ngươi dùng chiêu số cổ quái gì? Đáng ghét, ngươi tự tìm cái chết. Đang kỳ lạ, ngay sau đó nghe được hai tiếng gào thét, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hai vị chân tiên cảnh đồng bạn, trường kiếm trong tay cũng biến mất, trong tay không có cái gì, giống như căn bản không có xuất hiện qua. Không phải ta cũng không thấy. Ngay sau đó, đối diện một âm thanh đờ đẫn vang lên, vội vàng nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy kiếm trong tay cửu hỏa tiên quân cũng mất tích. Hết chương 3645. Chương 3646. Có dám đánh cược hay không? Trương Huyền suýt chút nữa tức ngất đi. Sớm biết hồ lô không đáng tin cậy, không nghĩ tới không đáng tin cậy như vậy. Ta bảo ngươi nuốt lấy kiếm trong tay người thần điện, ngươi nuốt kiếm của cửu hỏa trưởng lão làm gì? Hắn là trưởng lão Lăng Vân kiếm các, am hiểu nhất chính là kiếm pháp, trường kiếm không còn, còn đánh thế nào? Bành 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 bành. Ý nghĩ còn không có kết thúc, bên kia hai vị chân tiên hắc bào lần nữa cùng cửu hỏa trưởng lão đối chiến. Cửu hỏa trưởng lão không còn trường kiếm, sức chiến đấu quả nhiên nhận lấy ảnh hưởng, ở dưới hai chân tiên vây công, dần dần rơi vào thế yếu. Mau chóng giết cái này, đi qua hỗ trợ.
Biết thời gian không thể bị dở dang, Trương Huyền lại không rảnh bảo hồ lô phun ra, đồng thường kiếm lắc một cái, đâm tới hắc y nhân. Không còn kiếm, chiến lực của hắc y nhân bị giảm mạnh, liên tục mấy chiêu, trên người lần nữa bị đâm ra mấy lỗ hổng. Một bên tấn công, một bên lặng lẽ nhìn về phía vị cường giả tiên quân cảnh kia, thấy đối phương không đến hỗ trợ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, uy lực trên kiếm tăng lớn. Phốc! Ba chiêu sau, một kiếm đâm xuyên mi tâm đối phương, nhẹ nhàng khuấy một cái. Bành! Hắc y nhân lập tức nổ tung, tại chỗ cắt đứt hô hấp. Vị cường giả tiên quân kia vẫn không động, giống như không liên quan chuyện của mình. Người thần điện, từ trước tới nay lạnh lùng, chỉ để ý nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không, đồng bạn chết hay không, đều không quan trọng. Tràn đầy kỳ lạ, liền nghe cửu hỏa trưởng lão truyền âm ở bên tai. Trương Huyền xách theo trường kiếm đi vào trước mặt, đâm tới một vị chân tiên cảnh. Tu vi hắn đột phá đến chân tiên, lại có đồng thường kiếm, sức chiến đấu so với cường giả tiên quân bình thường cũng không hề yếu, thời gian nháy mắt liền chiến đấu chung một chỗ, khó phân cao thấp. Đồng thường kiếm, ngươi luyện hóa. Cửu hỏa trưởng lão áp lực giảm bớt, liên tục mấy trưởng chém lui hắc y nhân trước mặt, tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Chuôi kiếm này, là tông chủ vừa đưa, đối phương cái gì cũng không có làm, liền chạy tới ô hải thành, thông thần điện, dám bảo, đủ loại chơi đùa. Làm sao vừa lấy ra liền luyện hóa, hơn nữa nhân kiếm hợp nhất, đồng thường kiếm hoàn mỹ công nhận đối phương. Trường kiếm tiên quân cấp, dễ dàng luyện hóa như vậy. Thật sự như vậy, thời điểm bản thân luyện hóa chuôi kiếm này, vì sao hao tốn nhiều như vậy? Máu tươi tiêu hao mấy lít, tài nguyên càng vô số kể. Không nghĩ đến còn tốt, vừa nghĩ tới tiêu phí nhiều tinh lực cùng máu tươi như vậy, thật vất vả luyện hóa bảo kiếm, đột nhiên biến mất, trái tim cửu hỏa trưởng lão liền run rẩy đau đớn, lần nữa nhìn về phía hắc y nhân chân tiên cảnh trước mắt, lửa giận thiêu đốt. Khẳng định là đám người kia dở trò quỷ. Nếu không, như thế nào thời điểm chiến đấu với bọn họ không thấy? Trả kiếm lại cho ta. Bành 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 bành. Trưởng lực càng ngày càng hùng hậu, một chiêu so với một chiêu mạnh mẽ. Bản thân hắn chính là tiên quân đỉnh phong, toàn lực thi triển, toàn bộ không gian tựa hồ đang lắc lư, tựa như lúc nào cũng sẽ không chịu nổi. Phốc! Bị đập liên tục phun mấy ngụm máu, hắc y nhân muốn điên rồi. Con mẹ nó có bệnh sao? Kiếm không phải ta cầm. Coi như ta cầm, cũng chỉ lấy của ngươi, làm gì ngay cả chính ta cũng chơi không còn. Trả kiếm lại cho ta. Cửu hỏa trưởng lão tựa như điên cuồng. Thấy đối phương không có cách nào giảng đạo lý, hắc y nhân cũng triệt để nổi giận. Ta nói không có cầm liền không có cầm, hẳn là ngươi trả kiếm cho ta. Hí dài một tiếng, vừa định xông tới liều mạng, đột nhiên hoa cúc đau đớn, vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy Trương Huyền đang cùng một đồng bạn khác chiến đấu, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình, một kiếm đâm vào. A hát a hát a hát. Máu tươi phun ra, hắc y nhân sắp phát điên. Xấu hổ, cắm sai. Vừa định động thủ, chỉ thấy thanh niên vẻ mặt xấu hổ, bàn tay lắc một cái, rút ra trường kiếm, tiếp tục đâm tới đồng bạn. Ngươi! Tức giận phát điên, nhưng phía trước còn có một cường giả tiên quân, không dám khinh thường, đành phải tiếp tục tấn công cửu hỏa trưởng lão, mới đánh hai chiêu, hoa cúc lần nữa tê dần, vội vàng quay đầu, chỉ thấy Trương Huyền lần nữa áy náy nhìn qua. Lại cắm sai! Cắm sai em gái ngươi! Cái tên này thật muốn điên rồi! Ngươi đang cùng người khác chiến đấu, lại chạy tới cắm ta. Còn cắm sai. Có lỗi không hợp thói thường như vậy sao? Hoàn toàn chính là cố ý. Sắp nổ tung, vừa định ra tay với hắn, nhưng cảm thấy phía trước áp lực lại đến, cửu hỏa trưởng lão lần nữa lao đến. Liên tục mấy trưởng chèn ép không thể động đậy, máu tươi phun ra, kinh mạch trong cơ thể bị chấn lung ta lung tung, đã bị trọng thương. Không được, tiếp tục như vậy sẽ chết. Vẻ mặt khó coi. Đang nghĩ nên giải quyết như thế nào, hoa cúc tê dần. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Huyền lại đầy mặt áy náy xua tay. Sơ suất, suất em gái ngươi a hát. Lại kìm nén không được, không để ý tới đối phó cửu hỏa trưởng lão, thẳng tắp lao đến thanh niên trước mắt, có điều lực lượng còn không có tấn công, liền cảm thấy một đạo kiếm khí, theo trường kiếm của đối phương thẳng tắp tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt nổ tung. Phốc, kinh mạch trong cơ thể lập tức bị chấn nát. Trong ánh mắt mang theo khó tin, thi thể tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất. Thấy hắn bị giết, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cường giả thần điện sức chiến đấu thực sự quá đáng sợ, cho dù hắn đến chân tiên cảnh sơ kỳ, phối hợp đồng thường kiếm,
muốn trong trăm chiêu đánh giết đối phương, cũng rất khó làm được. Cho nên hắn cố ý dẫn đi một cái, thừa dịp một cái khác cùng cửu hỏa trưởng lão chiến đấu, quấy rối đánh lén. Liên tục mấy lần, đối phương lên cơn giận dữ, phòng ngự hạ thấp, lúc này mới một lần thành công đánh giết. Giết vị này, còn lại cái kia liền đơn giản, cùng cửu hỏa trưởng lão liên thủ, chỉ chốc lát giết chết. Liên tục đánh giết ba vị cường giả chân tiên cảnh đỉnh phong, vị tiên quân cảnh kia vậy mà không có bất kỳ ý tứ ngăn cản, ngược lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, giết chết ba dũng sĩ của thần điện, quả thực có bản lĩnh hơn người, khó trách thủ lĩnh muốn bắt sống ngươi. Từ từ đi tới. Bắt sống. Trương Huyền cau mày. Còn tưởng mục đích của đối phương là sẽ chém giết bản thân, không nghĩ tới là sống bắt. Khó trách những hắc y nhân kia, vì sao không ở mới đầu liền lấy vũ khí ra, nguyên lai là sợ giết mình, về sau cho rằng không dùng binh khí không cách nào thắng được, mới phải vận dụng thủ đoạn càng mạnh hơn. Dù vậy cũng không dùng tới chiêu số tự bạo, hiển nhiên là có do dự. Đúng. Trong thanh âm của hắn y nhân tiên quân cảnh mang theo thản nhiên. Vốn nghĩ, mấy người bọn hắn, liền có thể bắt ngươi lại, không cần ta ra tay, hiện tại xem ra, thực lực của ngươi vượt quá tưởng tượng, đã như vậy. Vậy thì tự mình động thủ, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Muốn động thủ với hắn, trước qua một cửa của ta đã. Lông mày cửu hỏa trưởng lão nâng lên, lực lượng trong cơ thể sôi trào, mặc dù không có trường kiếm. Nhưng kiếm ý lại tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm rách không gian. Đã sớm nghe nói, cường giả thần điện cùng cấp bậc vô địch, ta vẫn muốn thử một chút. Ngươi! Hắc y nhân tiên quân cảnh lần nữa cười một tiếng, cong ngón tay búng một cái. Bành! Cửu hỏa trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ngược ra, thân thể gắt gao treo ở trên không, muốn nhúc nhích cũng không thể làm được. Đồng tử co rút lại, trong mắt mang theo kinh hoàng. Cường giả thần điện, cùng cấp bậc vô địch, vừa rồi chân tiên cảnh liền có thể đánh hòa nhau, liền biết vị trước mắt này khẳng định không đơn giản, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, đáng sợ như vậy. Tùy ý ra tay, liền giam cầm lực lượng trong cơ thể hắn, ngay cả phản kháng cũng không làm được. Dường như còn chưa đủ tư cách. Một chỉ phong cấm cửu hỏa trưởng lão, hắc y nhân tiên quân cảnh tiếp tục nói. Từ khi ra tay đối phó hắn, đến nói cho hết lời, không có chút dừng lại nào, nói cách khác. Một trong mấy trưởng lão đỉnh phong nhất Lăng Vân kiếm các, ở trước mặt đối phương, một cái hô hấp cũng không chống được, liền bị đóng ở trên không, không thể phản kháng. Khó trách, vừa rồi ba vị cường giả chân tiên cảnh kia bị giết, cũng không có bất kỳ động tác gì, phần thực lực này, căn bản không cần cùng những người khác liên thủ, cũng hoàn toàn không cần thiết. Ngươi là bản thân theo ta đi, hay chờ ta ra tay? Một chỉ niêm phong cửu hỏa trưởng lão, để hắn không cách nào động đậy. Hắc y nhân nhìn về phía Trương Huyền, không có bất kỳ hấp tấp gì. Tu vi đi đến loại cảnh giới này của hắn, đã không cần nói ngoan thoại gì, chỉ cần ra tay, ngươi liền vô lực phản kháng, so với nói cái gì cũng mạnh hơn. Không có trả lời hắn, hít sâu một hơi, Trương Huyền nhìn qua. Tại sao thủ lĩnh của các ngươi muốn bắt ta? Bởi vì ta lĩnh ngộ thần chi kiếm ý. Cái này ngươi không cần biết. Trong ánh mắt của Hắc y nhân mang theo lạnh lùng. Tốt thôi, ta cũng biết. Ngươi chắc chắn sẽ không nói. Trương Huyền lắc đầu. Nói thật, thực lực của ngươi rất mạnh, trừ Hàn Tông Chủ, hẳn là cường đại nhất ta gặp qua. Nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta, muốn giết ngươi, nhất niệm liền có thể hoàn thành. Không phải đối thủ. Hắc y nhân sững sờ, suýt chút nữa bật cười. Ngươi xác định, sức chiến đấu của đối phương, quả thực rất mạnh, thậm chí cùng cấp bậc, so với võ sĩ thần điện bọn hắn còn muốn đáng sợ. Nhưng chân tiên cảnh sơ kỳ, thực sự quá yếu. Cùng tiên quân cảnh đỉnh phong như hắn tỉ thí, hoàn toàn không ở một cấp bậc. Nói mình không phải đối thủ. Nói đùa cái gì? Không chỉ hắn bộ dáng này, cửu hỏa trưởng lão bị giam cầm cũng không còn gì để nói. Đại ca, đã đến sống chết trước mắt, có thể không khoác lác được không? Nếu như khoác lác có thể thổi chết người, ta đã sớm làm như vậy. Không thấy, ta còn chưa kịp thổi. Liền bị đóng ở nơi này không có cách nào nhúc nhích sao? Không sai, không tin, chúng ta đánh cược. Trương Huyền lãnh đạm. Cược gì? Cường giả tiên quân chắp hai tay sau lưng. Thực lực đi đến cấp bậc như hắn, căn bản không sợ đối phương có quỷ kế gì. Rất đơn giản, ngươi đứng tại chỗ, không chạy trốn, nếu như có thể ngăn cản ta công kích, ta liền ngoan ngoãn đi theo ngươi. Không ngăn được, chỉ có thể bị ta chém giết. Trương Huyền nói.
chặn lại công kích của ngươi. Tiên quân Hắc Y Nhân nhìn qua. Chẳng lẽ ngươi còn có vũ khí cấp bậc cao hơn tiên quân? Đối phương dám nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc, vô cùng có khả năng có một vũ khí ngụy thần cảnh. Bất quá, cho dù đến ngụy thần cảnh, muốn giết chết bản thân, cũng không dễ dàng như vậy. Không phải vũ khí, là một quyển sách, nếu như ngươi có thể ngăn cản sách của ta, ta tùy ngươi xử lý, không ngăn được. Cái kia cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Trương Huyền nhướng mày. Sách. Tiên quân Hắc Y Nhân cười nhạo. Ngươi đang nói đùa, ngươi cho rằng sách, có thể giết chết ta. Hết chương 3646. Chương 3647. Chém giết tiên quân. Có dám đánh cược hay không? Trương Huyền nói. Coi như không dám, hiện tại ta bắt đi là được, dù sao ta cũng không phản kháng được. Bất quá, đường đường cường giả tiên quân của thần điện, ngay cả ta một chân tiên cảnh sơ kỳ cũng sợ hãi, cái gọi là thần điện, thoạt nhìn cũng chỉ như thế. Chân tiên cảnh sơ kỳ. Cửu hỏa trưởng lão bị đinh trụ, nghe nói như thế, mới chú ý tới tu vi của Trương Huyền, lần nữa sửng sốt. Vừa rồi chiến đấu say sưa, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, không chút suy nghĩ, hiện tại xem ra, vị Trương Huyền này, vậy mà lại đột phá. Thời điểm tới Lăng Vân kiếm các, mới phá toái hư không sơ kỳ, hơn một ngày, đột phá trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, lại thêm hư tiên, trực tiếp đi đến chân tiên. Đại ca, ta nhìn ngươi trừ ngày ngày gây chuyện, làm loạn, không có tu luyện qua a hát. Tu vi đến cùng làm sao tăng? Mấu chốt nhất là... Định dùng sách đập chết đối phương, ngươi là chăm chú. Hắn sống 200 năm, thấy qua sách, không có mấy trăm vạn quyển, cũng có vài chục vạn quyển. Còn chưa bao giờ thấy qua, có thể đập chết người. Phép khích tướng vô dụng với ta. Trên mặt Hắc Y Nhân tiên quân cảnh không có quá nhiều biểu lộ. Ta biết vô dụng, nhưng ngươi cũng không nên xem nhẹ quyết tâm của ta, không đáp ứng cá cược. Cùng lắm thì ta tự sát, cũng sẽ không đi theo ngươi. Trương Huyền nói. Tự sát, ngươi cho rằng ở trước mặt ta, ngươi có cơ hội tự sát. Hắc Y Nhân tiên quân cảnh cười nói. Có cơ hội hay không, không phải ngươi nói tính. Trương Huyền gật đầu. Vừa rồi những trường kiếm tiên quân cấp kia, không phải cũng là không có trải qua ngươi đồng ý, liền biến mất sao. Nghe nói như thế, con mắt Hắc Y Nhân tiên quân cảnh lập tức híp lại. Thật ra thì lấy thực lực của đối phương, hắn căn bản không cần phí lời, trực tiếp có thể xóa bỏ, thậm chí bắt lấy. Sở dĩ không có động thủ, là bởi vì vừa rồi mấy thanh trường kiếm kia biến mất quá mức cổ quái. Cho dù là thực lực như hắn, cũng không có nhìn ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vậy một mực nghi ngờ, có phải có lực lượng mạnh hơn ẩn giấu ở xung quanh hay không, cẩn thận đề phòng, lúc này mới trơ mắt nhìn rất nhiều thuộc hạ bị giết, cũng không có động thủ. Ta có thể đánh cược với ngươi, có điều, chỉ lấy thực lực của chính ngươi, nếu có cao thủ xuất hiện, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ lạnh một tiếng, cường giả tiên quân cảnh nói. Thực lực của đối phương bày biện ở nơi đó, cho dù có bài tẩy gì, muốn giết hắn, cũng gần như không có khả năng, hiện tại duy nhất kiêng kỵ chính là vị cao thủ cướp đi trường kiếm kia. Chỉ cần tên này không xuất hiện, liền không có vấn đề gì. Đương nhiên, coi như đối phương xuất hiện, cũng chưa hẳn là đối thủ của mình. Dù sao ở trong không gian này, hắn chính là chúa tể, trừ khi tu vi chân chính đạt đến ngụy thần. Nếu không bất luận là ai, tới một cái chết một cái. Thậm chí, cho dù là Lăng Vân kiếm các Hàn Tông chủ tự mình tới, cũng sẽ không sợ hãi. Có thể. Trương Huyền gật đầu. Hắn muốn dùng đương nhiên là thiên đạo chi thư. Sở dĩ phí lời nhiều, là bởi vì nơi này thiên cơ bị che đậy, ngộ nhỡ không có uy lực như trước đó, đánh không được, thì thật sự treo ở nơi này. Hơn nữa, thực lực của đối phương mạnh như vậy, thủ đoạn bảo mệnh khẳng định rất nhiều. Tốc độ cũng nhanh thấy không rõ, thật muốn sớm phát hiện thiên đạo chi thư đáng sợ, chạy trốn, cũng không đuổi kịp a hát. Dù sao hiện tại hắn trong tay chỉ có một tấm vương bài. Hơn nữa còn là một lần, không thể sai sót. Trước dùng ngôn ngữ ổn định hắn, sau đó xác định vị trí tiến công. Tốt thôi, ta liền đứng ở chỗ này, nhìn một chút ngươi có thủ đoạn gì. Hắc Y Nhân tiên quân cảnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn qua. Mặc dù không có bất kỳ cử động nào, nhưng tiên lực trong cơ thể lại một mực vận chuyển, dường như chỉ cần vị cao thủ che giấu kia xuất hiện, liền lập tức phản kích. Tới, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tinh thần khẽ động, thiên đạo chi thư lơ lửng, thời gian nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu Hắc Y Nhân. Thật là sách, Hắc Y Nhân ngẩn ngơ.
còn tưởng rằng đối phương đùa giỡn, nói là sách, trên thực tế có thể là những binh khí khác, không nghĩ tới thật sự là sách. Nhìn kỹ lại, muốn nhìn một chút làm bằng vật liệu gì, cấp bậc gì, lại phát hiện lấy nhãn lực của hắn, vậy mà nhìn không thấu. Sách trên không, giống như không có bất kỳ thực lực gì, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác áp bức nồng đậm, muốn phản kháng, nhưng bất kể như thế nào cũng không làm được. Nguy rồi, trúng kế, quyển sách này không đơn giản. Đồng tử co rụt lại. Quyển sách này, tuy không phải vũ khí ngụy thần cảnh, chỉ sợ cấp bậc không thấp chút nào. Thật muốn đập xuống, lấy tu vi của hắn hiện tại, chưa hẳn có thể chống đỡ được. Phá! Nhướng mày, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thân thể hóa thành kiếm mang, trực tiếp đâm tới. Mặc kệ đối phương cấp bậc gì, tiên hạ thủ vi cường. Tê lạp! Lực lượng của hắn quá mạnh, không gian nguyên bản củng cố trong nháy mắt xuất hiện vết rách, giống như thiên địa sụp đổ. Rơi! Tinh thần Trương Huyền khẽ động. Hô! Thiên đạo chi thư trực tiếp nghênh đón. Răng rắc! Rơi vào trên đầu hắc y nhân tiên quân cảnh, trong nháy mắt, đầu người sau nổ tung. Phù phù! Thi thể rơi trên mặt đất. Thân thể cừu hỏa trưởng lão buông lỏng, lực lượng đè ở trên người biến mất, cùng thời khắc đó, vẻ mặt trắng bệch, sợ tới mức lời cũng nói không ra. Vị cường giả tiên quân cảnh trước mắt này, so với tông chủ cũng không hề yếu, vậy mà thật bị một quyển sách đập chết. Dứt khoát như vậy, một chút phản kháng cũng không có. Lần nữa nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, tràn đầy kính sợ. Nếu như trước đó chỉ xem đối phương như đệ tử, vãn bối đối đãi, mà bây giờ, hoàn toàn trở thành cường giả cùng cấp, thậm chí cho rằng, so với mình càng thêm đáng sợ. Thành công! Khác biệt hắn khiếp sợ, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Sợ đối phương chạy, mới cố ý nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại xem ra, thiên đạo chi thư vẫn ra sức như cũ. Mặc kệ cường giả cấp bậc gì, trình độ gì, một sách liền treo. Thân thể run rẩy, đi vào trước mặt đối phương, ở trên thi thể nhẹ nhàng lau một cái. Hô! Thi thể bị thu vào chữ vật giới chỉ. Ngay sau đó đi vào trước mặt ba cường giả chân tiên cảnh còn lại, lần lượt lấy đi thi thể. Loại cường giả cấp bậc này, toàn thân là bảo, hảo hảo lợi dụng, thủ đoạn bảo mệnh sẽ lần nữa tăng thêm. Trước đó không cảm thấy cái gì, hiện tại thần điện phái người tới, muốn tóm lấy mình. Không cẩn thận không được a. Răng rắc, cường giả tiên quân cảnh tử vong, thi thể bị lấy đi, không gian gấp cũng duy trì không được, trực tiếp sụp đổ. Một lát sau, Trương Huyền cảm thấy tiếng huyên náo biến mất lần nữa đi vào lỗ tai, vội vàng nhìn lại, phát hiện lần nữa trở lại trên đường phố ở ngoài thương hội. Cửu hỏa trưởng lão đang đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt dại ra. Trương trưởng lão, trước về tông môn. Cửu hỏa trưởng khôi phục lại, lão vội vàng nói. Quá nguy hiểm. Hắn vẫn cho là thực lực bản thân rất mạnh, nhưng lần này đối mặt hắc y nhân kia, sinh ra cảm giác bất lực nồng đậm. Đều là tiên quân cảnh đỉnh phong, khác biệt không biết bao lớn. Trương Huyền gật đầu. Chỉ có một tấm thiên đạo chi thư, quả thực không dám lơ là, nếu không vừa rồi loại cấp bậc cường giả kia, lại xuất hiện mấy cái, chết cũng không biết chết như thế nào. Thấy hắn đồng ý, cửu hỏa trưởng lão không nói thêm lời, bàn tay chào một cái, lực lượng bọc hắn lại, hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, cấp tốc bay về phía Lăng Vân kiếm các. Cửu hỏa trưởng lão, người mới vừa nói. Cường giả thần điện từ trước tới nay lạnh lùng là có ý gì? Nuốt vào mấy viên tiên nguyên đan thượng phẩm, Trương Huyền hỏi. Đối với thần điện, ta biết không nhiều, trước kia nghe tông chủ đề cập qua một câu, võ sĩ trong đó giống như nuôi cổ, muốn sống só, cần phải trải qua vô số lần chiến đấu cùng máu tươi tẩy lễ. Cho nên trong mắt bọn họ, chỉ có nhiệm vụ, đã sớm không có tình cảm nhân loại, đồng bạn chết hay không, không quan trọng. Cửu hỏa trưởng lão tràn đầy kính sợ. Trước đó không có cùng đối phương tiếp xúc qua, không cảm thấy cái gì, tự mình chiến đấu mới hiểu được, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Giống như người cùng hắn chiến đấu, bị Trương Huyền cắm cái mông mạnh mẽ đâm chết, đổi lại những người khác, cắm lần đầu tiên, liền khẳng định không có sức chiến đấu, đối phương lại càng đánh càng hăng, thật giống như không cảm giác được đau đớn. Còn có người trước đó bị chém xuống cánh tay, mất đi một cánh tay, sức chiến đấu không hề yếu, ngược lại càng thêm hung mãnh. Không có chỗ nào không chứng minh, đối phương trải qua huấn luyện tàn khốc. Bởi vì ta lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, sợ ta trưởng thành, sẽ đi xung kích quyền uy của thần điện, liền sớm muốn giết ta. Trương Huyền không hiểu. Thần điện, thời điểm vừa nghe nói, hẳn là cao cao tại thượng, không để ý tới khói lửa nhân gian.
biết mình, liền phái người tới, có phần quá mất thân phận đi. Cái này, ta cũng không biết, nhưng hẳn có liên hệ nhất định. Nếu không tông chủ sẽ không khẩn trương như vậy, để cho ta theo tới, thời khắc bảo vệ. Cựu hỏa trưởng lão nói, biết ta lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, hết thảy chỉ có những người ở trưởng lão điện kia, vì sao bọn họ biết, hơn nữa biết ta ở Ô Hải Thành, tới đuổi giết. Trương Huyền tiếp tục nói, đây cũng là nghi vấn của hắn, thực sự không nghĩ ra. Mấy vị trưởng lão của Lăng Vân kiếm các, hắn đều dùng thư viện dò xét qua tuyệt đối đáng tín nhiệm. Bản thân tới Ô Hải Thành, cũng là tạm thời nảy lòng tham, không có bất kỳ chuẩn bị gì. Đối phương làm sao biết, hơn nữa chính xác giết tới. Trở về gặp tông chủ rồi nói sau. Cựu hỏa trưởng lão suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy tràn đầy không hiểu, đành phải lắc đầu. Đúng rồi, Bạch Nguyễn Khanh còn ở tĩnh thất của thông thần điện tu luyện, còn muốn làm phiền ngươi nói cho nàng một tiếng, để nàng tự trở về. Thấy đối phương trả lời không được, Trương Huyền không hỏi thêm nữa, lần nữa nuốt hai viên tiên nguyên đan, bàn giao nói. Cựu hỏa trưởng lão gật đầu, tăng thêm tốc độ. Hơn 10 phút sau, lần nữa trở lại trưởng lão điện. Ngươi nói, thần điện đã phái người đuổi giết Trương Huyền trưởng lão. Rất nhanh, Hàn Kiếm Thu đi vào trước mặt, nghe cựu hỏa trưởng lão báo cáo, không khỏi biến sắc. Đúng, cựu hỏa trưởng lão gật đầu. Đối phương phái một cường giả tiên quân cảnh cùng ba cường giả chân tiên cảnh đỉnh phong, đồng loạt ra tay. Tiên quân, chân tiên cảnh đỉnh phong. Hàn Kiếm Thu giật nảy mình, lần nữa nhìn về phía hai người trước mắt, tràn đầy khó tin. Đội hình đối phương cường đại như thế, hai người các ngươi, làm sao trốn về? Nói ra thật xấu hổ, ta không có giúp đỡ quá nhiều, là Trương Huyền trưởng lão, Lâm Nguy đột phá đến chân tiên cảnh sơ kỳ, mượn đồng thường kiếm ngươi đưa cho hắn, chém giết ba vị chân tiên cảnh đỉnh phong, sau đó. Cựu hỏa trưởng lão giải thích, mới nói một nửa, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, đột nhiên ngẩn ngơ, con mắt sắp rơi trên mặt đất. Ngươi! Lúc nào đột phá chân tiên cảnh đỉnh phong? Hết chương 3647. Chương 3648. Lăng Vân thần kiếm quyết. Hắn thực sự nói thật. Vốn đi theo là muốn bảo vệ Trương Huyền an toàn. Kết quả, ba vị chân tiên cảnh đỉnh phong, đối phương một mình giết chết một vị, thừa dịp cùng mình chiến đấu, đâm chết một vị, còn lại một cái, cũng là bị hắn chặt chết. Còn cường giả tiên quân cảnh, càng là bị kẻ trước mắt này, một sách đập chết. Cẩn thận nói ra, thật không có giúp gì nhiều. Nhiều nhất chính là lôi kéo một cái, hấp dẫn bộ phận thù hận. Đương nhiên, trang bị cũng không có cầm lại, đều bị đối phương lấy đi. Vừa rồi một mực khiếp sợ, tốc độ tiến bộ của đối phương thực quá nhanh, làm sao? Thời gian một cái nháy mắt, lại từ sơ kỳ biến thành đỉnh phong. Trên đường về, cảm giác thực lực của mình quá thấp, liền ăn một chút tiên nguyên đan đột phá. Thấy tu vi thật sự triển lộ ra. Đối phương sợ đến như vậy, Trương Huyền giải thích. Nếu như vừa rồi đến chân tiên cảnh đỉnh phong, ba võ sĩ thần điện kia liên hợp cùng một chỗ, cũng chưa chắc là đối thủ của mình, cũng sẽ không cần phiền phức như vậy. Cho nên vì bảo vệ bản thân, trên đường tới, không ngừng nuốt tiên nguyên đan, có thiên đạo công pháp, lại thêm vừa rồi chiến đấu rèn luyện, thời gian không dài, liền từ sơ kỳ đạt đến đỉnh phong. Trước đó không có bày ra, giờ phút này đi tới trưởng lão điện, đã an toàn. Cho rằng không cần thiết tiếp tục giấu giếm, không nghĩ tới, làm cho đối phương kinh ngạc như vậy. Ăn một chút, tiên nguyên đan, đã đột phá. Không chỉ cựu hỏa trưởng lão phát điên, mấy người Hàn Kiếm Thu, Hà Thiên trưởng lão cũng lắc lư, suýt chút nữa hộc máu. Trước đó, còn cho rằng đối phương không cố gắng tu luyện, có chút mất hứng, biết đối phương một ngày tấn cấp tiếp cận hai đại cấp bậc, khiếp sợ sắp hôn mê, cái này còn chưa hết. Mới ra ngoài bao lâu? Hai canh giờ, ba canh giờ. Liền đột phá chân tiên, còn đến đỉnh phong. Mấu chốt là thái độ của đối phương. Ăn một chút tiên nguyên đan, đã đột phá. Tới, ta chỗ này còn có một chậu, ta ăn, vì cái gì một chút động tĩnh cũng không có. Không đúng, ngươi mới vừa nói. Trương Huyền trưởng lão, mượn đồng thường kiếm. Kiếm này hắn luyện hóa. Sau khi hết khiếp sợ, nghĩ tới sự tình càng thêm khó tin, Hàn Tông chủ lần nữa nhìn tới. Đồng thường kiếm là bảo vật của hắn. Tính cách có bao nhiêu cương quyết, biết rõ ràng nhất. Hắn muốn luyện hóa, cũng cần tiêu phí công phu cực lớn, ngại phiền phức mới không có đi làm, thời điểm đối phương cầm tới tay, mới là hư tiên, liền thành công. Quan trọng là mới bao lâu? Thời điểm ta gặp được, cũng đã luyện hóa.
Cửu hỏa trưởng lão cười khổ gật đầu. Đi theo sau lưng tên này, tất cả tự tin đều sẽ bị đả kích, không còn tồn tại. Rất nhanh, sự tình vừa rồi tự mình trải qua, tỉ mỉ nói một lần. Nghe được vị cường giả tiên quân kia của thần điện, một chỉ đánh bại cửu hỏa trưởng lão, tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh, được nghe lại bị vị trước mắt này, một sách đập chết, tất cả đều nói không ra lời. Cái thư tịch kia, là pháp bảo hộ thân lão sư cho ta, sử dụng hết liền không có. Trương Huyền nói, sự tình thư viện, không có cách nào giải thích, chỉ có thể lần nữa cho mình một lão sư không tồn tại. Dù sao Lăng Vân kiếm các, cũng không truy cứu môn hạ đệ tử, học tập công pháp môn phái khác. Mọi người từng cái lộ ra nghiêm mặt. Trước đó một mực kỳ lạ, vị thanh niên trước mắt này, vì sao chỉ có 20 tuổi, liền nắm giữ tu vi cùng kiếm đạo cao như thế, nghe được có lão sư, đều thở phào nhẹ nhõm. Khẳng định có siêu cấp cường giả bồi dưỡng, mới nắm giữ loại bản lĩnh này. Không có sư thừa, ai cũng không tin. Thần điện từ trước tới nay bá đạo, chẳng qua. Bình thường cũng sẽ đợi tu luyện giả đến tiên quân cảnh, mới có thể tới, một hư tiên liền phái ra tiên quân, chân tiên tới, thậm chí còn phong tỏa không gian. Xem như ta trước đó cũng không có nghe qua. Giải thích xong, Trương Huyền lại hỏi thăm Hàn Tông chủ, người sau cũng nhăn mày, tràn đầy nghi ngờ. Càng quan trọng hơn là, biết thân phận của ngươi, đều ở trong đại điện, không có người rời đi, đối phương làm sao biết. Thần điện, cho dù cao cao tại thượng, cũng không phải toàn trí toàn năng. Lại thương nghị một hồi, xác thực không biết chuyện gì xảy ra, đành phải thôi. Nếu như, thần điện phái người tới, kiếm các có thể chống đỡ được hay không? Trương Huyền hỏi. Hiện tại hắn quan tâm cái này, ngộ nhớ kiếm các không ngăn được, lúc này lại không có thiên đạo chi thư bảo vệ tính mạng, đến lúc đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Hẳn là sẽ không. Hàn Tông chủ lắc đầu. Chúng ta là bị thần điện trục xuất, cũng chính là thần khí chi tộc, thần điện cao cao tại thượng. Lặng lẽ động thủ, ngược lại cũng thôi, quang minh chính đại xông vào tông môn, tất nhiên sẽ dẫn tới tất cả mọi người bắn ngược, đến lúc đó cho dù thần điện mạnh mẽ, cũng không khống chế được. Lại nói, Lăng Vân kiếm các, vô số tiên tổ gia trì lực lượng, cho dù là cường giả tiên quân của thần điện, tiến vào bên trong, cũng không cách nào làm mưa làm gió, chỉ có một con đường chết. Lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. An toàn liền tốt. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu như đối phương thật muốn công khai, cũng sẽ không trước kéo bản thân vào không gian đặc thù, lại đi động thủ. Không biết, trừ trưởng lão điện, chúng ta nơi này, còn có công pháp tiên quân cảnh tu luyện không, càng nhiều càng tốt, ta đối với tu luyện còn có chút địa phương không hiểu, muốn nhìn nhiều. Lại hỏi thăm vài câu, Trương Huyền hỏi. Thực lực, còn là nắm giữ ở trong tay mình tốt nhất. Nếu như đi đến tiên quân, cường giả thần điện tới nhiều hơn nữa, cũng không cần lo lắng. Cho nên việc cấp bách, là nghĩ biện pháp đột phá. Tông pháp tiên quân cảnh tu luyện, đều ở trưởng lão điện. Hàn kiếm thu tông chủ lắc đầu. Tiên quân, đã đứng ở đỉnh phong nhất của di khí đại lục, mỗi một bộ công pháp, đều vô cùng thưa thớt, làm sao có thể có rất nhiều. Chỉ có mười mấy bản. Trương Huyền sửng sốt. Trưởng lão điện tàng thư khố, hắn đi qua, đặc biệt nhìn qua pháp quyết tu luyện tiên quân cảnh, chỉ có hơn 10 bản mà thôi. Thiên đạo công pháp căn bản không có cách hình thành. Như vậy, còn tu luyện thế nào? Hàn kiếm thu gật đầu. Trừ một bộ Lăng Vân thần kiếm quyết tông chủ mới có tư cách tu luyện, cái khác đều ở tàng thư khố. Lăng Vân thần kiếm quyết. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Ta, có tư cách học tập không? Hàn tông chủ nói. Người lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, chính là tông chủ tương lai của kiếm các, tự nhiên có tư cách. Chẳng qua. Bộ công pháp này không có bí tịch, muốn học tập, chỉ có tự mình cảm thụ, đi theo ta. Theo sau lưng ra đại điện. Hiện tại tăng thực lực lên mới là vương đạo, cái khác đều là giả. Rất mau tới một phòng kín mít, lấy ra lệnh bài tông chủ mới có, mở phong cấm, tiến vào bên trong. Trong phòng là một hàng tượng, chừng 12 cái, mỗi một cái đều tay cầm trường kiếm, thi triển ra kiếm chiêu khác biệt. Đây là Lăng Vân thần kiếm quyết. Trương Huyền cau mày. Bộ Lăng Vân thần kiếm quyết này, là căn bản lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, công pháp cũng ẩn chứa trong đó. Hàn kiếm thu nói. Trương Huyền nhìn lại, tượng trước mắt hình dáng khác nhau, động tác toàn bộ không giống, đã không có ghi chú tình huống tiên lực vận chuyển, cũng không có hướng đi lực lượng, thoạt nhìn không có bất cứ quan hệ nào với công pháp. 12 cái này, đều là kiếm chiêu, nhưng mỗi một chiêu đều hết sức kỳ quái, vi phạm với cấu tạo thân thể học,
chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo những động tác này tiến hành tu luyện, trong cơ thể sẽ tự nhiên hình thành đường đi tiên lực vận chuyển. Mà cái này, không riêng gì kiếm các, là pháp quyết cao nhất đột phá tiên quân, càng là căn bản đột phá ngụy thần. Hàn Kiếm Thu giải thích. Trương Huyền nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy những kiếm chiêu này động tác cực kỳ cổ quái. Mỗi một cái, đều giống như vi phạm với cấu tạo thân thể, hiện ra độ khúc khó tin. Người có thể từ chiêu thứ nhất bắt đầu thí nghiệm, một chiêu so một chiêu khó, lúc trước ta vì hoàn thành chiêu thứ nhất, hao tốn trọn 3 ngày. Hàn Kiếm Thu tông chủ cười khổ. 3 ngày. Trương Huyền nhìn về phía động tác thứ nhất, sống lưng bẻ ra sau, trường kiếm từ trên đầu đâm ra, hết sức không được tự nhiên. Đúng vậy, đây đã là đơn giản nhất, động tác thứ hai ta dùng 10 ngày, thứ ba 1 tháng. 12 tượng, ta toàn bộ học xong, dùng trọn 15 năm. Hàn Kiếm Thu tông chủ giải thích. Công pháp cao thâm nhất Lăng Vân Kiếm Các, năm đó tổ sư khai phái lưu lại võ học ảo diệu, hắn có thể dùng 15 năm học xong, xem như cực nhanh, cực kỳ có thiên phú. Trương Huyền líu lưỡi. Không nên xem thường tốc độ này, trong các đời kiếm các tông chủ, 15 năm có thể toàn bộ luyện qua, ta tuyệt đối trước 10. Thấy hắn biểu lộ không đúng, Hàn Kiếm Thu nghiêm mặt nói. Có thể trở thành tông chủ, thiên phú tự nhiên không kém, nếu không cũng không có khả năng thắng được những người khác, đi tới nơi này. 15 năm, nghe rất chậm, nhưng đối với tu luyện Lăng Vân Thần Kiếm Quyết mà nói, đã được cho cực nhanh. Có đúng không? Tràn đầy nghi ngờ, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, đồng thường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, sống lưng uốn cong, một đạo kiếm khí từ mũi kiếm lan ra, động tác cùng bức tượng giống nhau như đúc. Hàn Kiếm Thu nhảy dựng. Vừa nói xong 3 ngày mới hoàn thành, đối phương một cái sử dụng ra. Để hắn có loại linh cảm không lành. Chiêu thứ nhất tương đối đơn giản, người lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, thi triển ra không khó lắm, phía sau hẳn không dễ dàng như vậy. Tràn đầy xấu hổ, vội vàng nói. Ta thử một chút. Thân thể Trương Huyền chuyển một cái, thân thể lần nữa vặn vẹo thành một khúc độ khó tin, hoàn thành chiêu thứ hai. Sau đó, chiêu thứ ba. Chiêu thứ tư. Chiêu thứ năm. Thời gian nháy mắt, liền đi tới chiêu thứ 10. Hàn Kiếm Thu thật muốn điên rồi. Đối phương hoàn thành chiêu thứ nhất, có thể nói là chiêu này đơn giản, chiêu số còn lại một hơi làm được, cái quỷ gì? Chẳng lẽ trước đó luyện qua? Tuyệt đối không có khả năng này. Nơi này trừ tông chủ, tuyệt đối không có những người khác tới qua. Vù vù. Đang khiếp sợ nói không ra lời, chỉ thấy thanh niên trước mắt cũng thi triển xong 2 động tác còn lại, tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Cái này rất đơn giản a hát, ngươi thật tu luyện 15 năm. Ta. Hàn Kiếm Thu hận không thể có khe đất chui vào. Bản thân hao tốn 15 năm, còn ba hoa trích chòe, dương dương tự đắc, cho rằng xếp hạng 10 vị trí đầu. Kết quả đối phương chỉ dùng không đến 15 cái hô hấp. Người so với người, tức chết người. Đang không biết như thế nào cho phải, liền nghe thanh niên trước mắt tràn đầy nghi ngờ tiếp tục vang lên. Chẳng qua, ngươi tu luyện 15 năm, chẳng lẽ không có phát hiện, những kiếm chiêu này trình tự là sai. Sai. Hàn Kiếm Thu ngẩn ngơ tại chỗ. R.M.S.E. Hết chương 3648. Chương 3649. Phi hành. 12 chiêu kiếm pháp, dựa theo độ khó theo thứ tự tăng lên, lúc tu luyện, chân khí trong cơ thể vận chuyển phương hướng cũng liền miên không ngừng, chưa từng xuất hiện loại hình khó chịu, mấu chốt nhất là, sau khi tu luyện, lý giải đối với kiếm đạo cùng tu vi, đều đột nhiên tăng mạnh, trình tự làm sao sẽ sai. Chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ 7, đổi một chút mà nói, sẽ để cho chân khí hội tụ tốc độ càng nhanh, chiêu thứ 8 cùng chiêu thứ 10 đổi một chút, có thể để cho kiếm ý càng thêm mạnh mẽ. Chiêu thứ 6 cùng chiêu thứ 3 đổi, lại càng dễ để tinh thần chuyên tâm. Trương Huyền tiện tay chỉ đi. Tràn đầy nghi ngờ, Hàn Kiếm Thu dựa theo đối phương nói, thay đổi trình tự tu luyện. Ầm ầm, lực lượng trong cơ thể sôi trào, địa phương trước đó không cách nào tu luyện tới. Thời gian nháy mắt dung hội quán thông, lĩnh ngộ kiếm ý cũng lập tức càng hơn một bậc, tựa như lúc nào cũng sẽ xé rách không gian. Đúng thật. Hàn Kiếm Thu ngốc tại chỗ, triệt để bối rối. Tu luyện bộ công pháp này, vượt qua 80 năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, trình tự sẽ không đúng, càng không nghĩ tới, đổi một chút, sẽ nắm giữ công hiệu lợi hại như thế, thậm chí lực lượng giam giữ hắn thật lâu, cũng có chút buông lỏng. Dù những buông lỏng này cực kỳ nhỏ yếu, nhưng kèm theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành biến chất, giống như vị trước mắt này nói,
lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, cũng không phải không có khả năng. Sau khi hết khiếp sợ, lần nữa nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, trong mắt hiện ra khó tin. Hắn tiêu phí 15 năm, mới học được kiếm chiêu, đối phương một cái nháy mắt luyện thành. Mấu chốt nhất là còn có thể nhìn ra sai lầm cùng sơ hở trong đó. Cái này, không phải người a. Trước đó còn nghĩ, đối phương lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, là nhờ vận khí, hiện tại xem ra, cùng vận khí không có nửa xu quan hệ, mà là thiên tư của đối phương quá mạnh mẽ. Thậm chí, đã có thể so sánh với thông thần điện điện chủ. Truyền thuyết, vài ngàn năm trước, thông thần điện điện chủ ngang trời xuất hiện, ngắn ngủi mấy tháng không đến, liền quét ngang thiên hạ, không người có thể địch, càng lẻ loi một mình xông vào thần điện, cướp đoạt một chữ. Loại bản lĩnh này, mấy ngàn năm chỉ có một người, không nghĩ tới vị thứ hai xuất hiện ở tông môn bọn họ. Như vậy, sau khi thông thiên kiều, thiên tài sáu đại tông môn hội tụ, Lăng Vân kiếm các chúng ta nhất định có thể lấy thứ nhất, một kiếm chân áp quần hùng. Trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, Hàn Kiếm Thu tông chủ siết chặt nắm đấm. Trước kia, thông thiên kiều mở ra, dù Lăng Vân kiếm các bọn họ nắm giữ nửa chữ thần, nhưng thiên tài không đủ cường đại, thủy chung không cách nào thống soái toàn cục. Bây giờ có vị này, nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người, chân chính nắm giữ quyền nói chuyện. Tràn đầy hưng phấn, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, chỉ thấy hắn yên tĩnh đứng tại chỗ, dường như có cảm ngộ. Biết loại cảm ngộ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, Hàn Kiếm Thu không nói thêm gì nữa, xoay người lui ra ngoài. Giống như hắn đoán, Trương Huyền quả thực có cảm ngộ. Bộ Lăng Vân Thần Kiếm Quyết này, đối với hắn đột phá tiên quân không có trợ giúp quá lớn. Nhưng lại để hắn có thể càng thêm dễ dàng khống chế thần chi kiếm ý. Thu đồ thiện hiểu thiên hình thành thiên đạo chi thư, ngăn lại đạo kiếm ý xông tới kia, để hắn đối với thần chi kiếm ý có lý giải hoàn mỹ, nhưng cho tới nay, bị giới hạn thực lực, cùng lực lượng linh hồn, đạo kiếm ý này cũng không thể thi triển ra toàn bộ uy lực. Giờ phút này, 12 động tác trước mắt nối liền cùng một chỗ, đạo kiếm ý kia thế mà đột phá thiên đạo chi thư phong cấm, cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Nói cách khác, đạo kiếm ý này, triệt để dung hợp ở trong cơ thể, thành một bộ phận của hắn, dung hội quán thông, có thể tùy ý thi triển, lại không nhận ràng buộc. Nguyên lai bộ kiếm pháp kia, mới là chìa khóa mở ra thần chi kiếm ý. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Trương Huyền giật mình. Thời điểm cùng ba vị chân tiên cảnh hắc y nhân chiến đấu, thần chi kiếm ý một mực không cách nào thi triển xong, mới có hơi bị động, một khi có thể hoàn mỹ thi triển, cho dù không đột phá đến chân tiên, cũng có thể chém giết đối phương. Cô cục cục. Hòa tan vào thân thể, kiếm ý ở trong người chảy xuôi, cả người tựa hồ trở nên sắc bén, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng bầu trời. Hô! Kiếm ý như sóng lớn, trong tích tắc Trương Huyền hóa thân thành một thanh trường kiếm, lơ lửng tại chỗ. Có thể bay. Mắt Trương Huyền sáng lên, tràn đầy kích động. Không gian áp lực ở thượng thương, so với danh sư đại lục lớn hơn không biết bao nhiêu. Chỉ có đi đến tiên quân mới có thể phi hành. Dù hắn chỉ là chân tiên cảnh đỉnh phong, nhưng mượn thần chi kiếm ý trong cơ thể, hoàn toàn có thể hóa thân trường kiếm, tung hoành ngang dọc, tốc độ thậm chí mau hơn cửu hỏa trưởng lão không ít. Có thể phi hành, lại thêm tu vi đến chân tiên cảnh đỉnh phong, hoàn toàn khống chế thần chi kiếm ý. Tiên quân đỉnh phong, cũng có thể chiến một trận. Trước đó vị hắc y nhân tiên quân cảnh kia, muốn lưu ta lại, cũng không dễ dàng như vậy. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể biến hóa, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Tuy không có siêu tập thành thiên đạo công pháp tiên quân cảnh, nhưng 12 động tác này, để hắn hiểu rõ thần chi kiếm ý càng sâu, sức chiến đấu lần nữa bạo tăng. Trước đó đám người Bạch Diệp trưởng lão để hắn kính sợ, chân chính đối chiến, cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Đúng rồi, Hồ Lô, người nuốt những trường kiếm kia đây ư? Không lưu cho ta mấy thanh sao? Suy nghĩ từ trên tu vi khôi phục lại. Vội vàng nhìn về phía Hồ Lô trong đan điền. Bản thân để tên này thôn vệ trường kiếm đối thủ, giải quyết nguy cục lúc đó. Nó vừa ra tay, ngay cả cửu hỏa trưởng lão cũng không bỏ qua. Vừa rồi tình cảnh nguy cấp, không kịp hỏi kỹ, hiện tại có thời gian, vừa vặn nhìn một chút đến cùng thế nào rồi. Hồ Lô lộ ra cảnh giác. Ngươi không phải nói, không để cho ta phun ra ư. Chẳng lẽ muốn đổi ý? Dĩ nhiên không phải, chỉ là muốn hỏi một chút. Nuốt nhiều như vậy, có ăn no không tiêu hay không? Vẻ mặt Trương Huyền không đỏ nói. Không no, vừa tiêu hóa xong. Hồ Lô giãy giụa một chút. Tiêu hóa xong. Lông mày nhảy dựng, Trương Huyền vội vàng nhìn lại,
quả nhiên thấy hồ lô lần nữa lười biếng nằm trong đan điền, mảy may không có hình dáng no căng. Được rồi. Biết bị đối phương nuốt vào, muốn đòi về đã không thể nào, Trương Huyền im lặng khẽ đảo cổ tay, mấy cái thi thể xuất hiện ở phía trước. Chính là tiên quân, cùng ba vị chân tiên cảnh đỉnh phong trước đó vây giết hắn. Bù! Thi thể mới vừa xuất hiện, một thanh trường kiếm trực tiếp đâm tới mi tâm của Trương Huyền. Chính là vũ khí của vị tiên quân hắc y nhân kia sử dụng, chủ nhân bị một sách đánh chết, không có phản ứng lại, liền bị thu vào chữ vật giới chỉ, giờ phút này gặp kẻ thù xuất hiện, liền kìm nén không được. Hô! Duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bóp một cái. Trường kiếm lập tức bị bóp ở đầu ngón tay. Vũ khí tiên quân cấp, lúc ở hư tiên cảnh không thể làm gì, hiện tại chân tiên đỉnh phong, càng triệt để lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, tiên quân đỉnh phong chân chính cũng chưa chắc là đối thủ, một thanh kiếm mà thôi, không thành vấn đề. Ngươi, ngươi! Trường kiếm dường như khó tin. Không đến nửa giờ, cái tên này làm sao mạnh mẽ nhiều như vậy? Không thèm để ý đối phương, nắm trường kiếm lại, Trương Huyền nhìn đúng mấy chỗ, ngón tay gảy ra. Vù vù! Mấy đạo kiếm ý lập tức dọc theo thân kiếm tràn vào trong cơ thể trường kiếm liền phát ra một tiếng nghẹn ngào, ngay sau đó linh tính tiêu tán. Linh tính của thanh trường kiếm này đã bị đối phương luyện hóa, coi như thuần phục, cũng có khả năng phản bội, hắn cũng không muốn ở thời điểm cùng người chiến đấu, binh khí của mình quay giáo phản kích, giết chết bản thân. Cho nên vì để tránh cho phiền phức, trực tiếp diệt linh tính. Ngươi làm như vậy, chuôi kiếm này chẳng khác nào phế. Nhìn thấy cử động của hắn, đồng thường kiếm giật nảy mình, không ngừng run rẩy. Thực lực của nó cùng đối phương không kém bao nhiêu, một cái nháy mắt, chủ nhân liền diệt linh tính đối phương, chẳng phải cho thấy, bản thân cũng sẽ bị đánh giết. Chỉ là, không còn linh tính, kiếm chẳng khác nào không còn hồn phách, nhiều nhất chỉ là phẩm chất cứng rắn một ít, rất nhiều kiếm pháp không thể thi triển, không còn uy lực của binh khí tiên quân cảnh. Yên tâm, sẽ không phế. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hai cái hô hấp sau, trường kiếm bỗng nhiên nhảy dựng, lần nữa phát ra thanh minh. Lần này tựa như chim tước ca hát, mang theo hưng phấn. Lần nữa có linh tính. Đồng thường kiếm run rẩy, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Linh tính một thanh kiếm, cần không biết bao nhiêu năm ôn dưỡng mới có thể xuất hiện, ngón tay đối phương vẽ ra, linh tính hủy diệt, vẽ lần nữa, linh tính mới xuất hiện. Đồng thường kiếm không ngừng run rẩy, không dám nói nhiều nửa câu. Trước đó nó có ngạo khí, là bởi vì kiếm không còn nó, chẳng khác nào phế, chỉ cần là người, luyện kiếm không có khả năng đoạn tuyệt đường lui. Nhìn thấy cử động của đối phương, mới hiểu được. Cái này nha, không thể dùng phương thức người bình thường để cân nhắc. Tiện tay xóa bỏ linh tính, quan trọng là xóa xong, còn có thể làm ra một cái. Nói cách khác, dựa dẫm nó kiêu ngạo nhất. Ở trước mặt đối phương, cái gì cũng không bằng. Xem ra sau này, ngàn vạn lần không thể trang bức, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Giờ khắc này, đồng thường kiếm hoàn toàn thần phục, cũng không dám có tâm tư đặc thù. Từ hôm nay trở đi, người gọi, Trường Kiếm. Nhẹ nhõm luyện hóa linh tính vừa mới mở ra, Trương Huyền thỏa mãn nhìn binh khí trong tay. Giống như đồng thường kiếm, cũng là một thanh vũ khí đến tiên quân đỉnh phong. Trường Kiếm. Run rẩy một chút, trường kiếm suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Có cần tùy ý như vậy hay không? Tốt xấu cũng là vũ khí tiên quân cấp, toàn bộ đại lục cũng phải kể đến. Liền lấy cái danh tự như vậy. Chủ nhân, có cần, đổi lại cái tên hay không? Cái này, thực sự quá tùy ý. Thực sự nhịn không được, trường kiếm nói. Tùy ý, cái này. Trương Huyền nhíu mày. Nếu không gọi, tiểu kiếm kiếm đi. Phù phù. Trường kiếm không có ổn định, rơi trên mặt đất, khóc ra thành tiếng. Ma đàn, còn không êm tai bằng tên thứ nhất a. Bất quá lúc này cũng rõ ràng, chủ nhân trước mắt là cặn bã đặt tên, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đành phải dưng dưng nhịn xuống. Nhìn một chút trong giới chỉ đối phương có đồ vật gì tốt. Thu trường kiếm vào chữ vật giới chỉ, Trương Huyền không tiếp tục để ý, ngẩng đầu nhìn về phía bốn thi thể cách đó không xa. Đối phương là cường giả thần điện. Hơn nữa tu vi đều mạnh như vậy, trong chữ vật giới chỉ sẽ có bảo vật gì hay không? Ngón tay ngoắc ngoắc, bốn chiếc nhẫn lập tức bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn. 12, F. Hết chương 3649. Chương 3650. Quyết định đi trục tinh cung. Chủ nhân tử vong,
chữ vật giới chỉ chẳng khác nào biến thành vật vô chủ, máu tươi nhỏ lên, rất nhanh luyện hóa. Vội vàng nhìn lại. Chỉ chốc lát, Trương Huyền cười khổ lắc đầu. Còn tưởng rằng nhiều cao thủ như vậy, khẳng định bảo vật không ít, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, nghèo rối tinh rối mù. Loại trừ trường kiếm trước đó bị hồ lô nuốt lấy, trong giới chỉ đối phương hầu như không có cái gì. Nhiều nhất mấy viên đan dược chữa thương, thức ăn và nước mát, cùng với mấy bộ quần áo. Đây là thông thần ngọc phù. Rất mau lục lọi mấy cái nhẫn một lần, không có quá nhiều đáng giá, chẳng qua để hắn thấy được một vật quen thuộc. Thông thần ngọc phù. Đối phương là võ sĩ thần điện, cũng dùng thứ này. Chẳng lẽ thần điện cao cao tại thượng, cũng dùng thông thần điện? Làm sao cảm giác quái dị như vậy? Trương Huyền nhíu mày, cầm lấy ngọc phù, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tính toán nhỏ máu tươi lên, luyện hóa nhìn một chút, máu tươi mới cùng ngọc phù tiếp xúc, người sau lập tức phát ra âm thanh vỡ vụn, biến thành từng khối rơi trên mặt đất. Trương Huyền lắc đầu. Thông thần ngọc phù, cũng không phải vũ khí, sau khi chủ nhân chết, thuế biến thành vật vô chủ, người phía sau còn có thể luyện hóa. Thứ này, huyết dịch những người khác tiếp xúc, sẽ sinh ra bài xích, tại chỗ hủy diệt. Nói cách khác, biết là thông thần ngọc phù, cũng nhìn không được. Được rồi. Rất nhanh, bốn khối ngọc phù toàn bộ vỡ thành bột phấn, Trương Huyền đành phải bất đắc dĩ ngừng lại. Thần điện sử dụng thông thần ngọc phù, để hắn nhìn không được cảm thấy khổng sư mạnh mẽ, cái khác, có nhìn hay không cũng không trọng yếu. Mặc dù không có bảo vật, nhưng những thân thể này, đều là bảo bối. Trong chữ vật giới chỉ không có quá nhiều bảo bối, nhưng con mắt rơi vào trên thi thể mấy người, Trương Huyền lần nữa nở nụ cười. Đối với hắn mà nói, mấy thi thể này, có thể luyện hóa thành vô hồn kim nhân, đối với hắn mà nói, chính là bảo vật lớn nhất. Khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần khẽ động, vu hồn từ mi tâm nhảy ra ngoài. Luyện hóa. Hồn phách bắt đầu luyện chế thi thể. Thượng thương, không trung không biết xa xôi bao nhiêu. Một cửa chính u ám, kẹt kẹt một tiếng mở ra, một thân ảnh hắc bào gấp rút đi vào. Một lát sau, đi tới một đại điện, bên trong hỏa diễm thiêu đốt, sáng tối chập chờn, một cái bóng lưng cao lớn đứng ở trong phòng. Chủ nhân. Hắc bào quỳ rạp xuống đất. Thế nào? Bóng lưng cao lớn không nhúc nhích, thanh âm trầm ổn từ đó truyền ra. Thất bại, bốn người, toàn quân bị diệt, bị đánh chết tại chỗ. Thân thể hắc bào run rẩy. Vừa tiếp được tin tức này, hắn căn bản khó tin, xác nhận nhiều lần, mới biết được là thật. Đường đường võ sĩ thần điện, một tiên quân, ba chân tiên cảnh đỉnh phong, lại bị một hư tiên cảnh giết. Quả thực để cho người ta khó tin. Tất cả đều chết. Sửng sốt một chút, thân ảnh đồ sộ dường như cũng không cảm thấy bất ngờ, nhịn không được gật đầu. Không hổ là người thiên tuyển, số mệnh nghịch thiên, giống như hắn, chẳng qua càng như vậy, càng để cho ta động lòng. Nghe được đối phương cảm xúc, hắc y nhân không dám trả lời. Hiện tại hắn đi nơi nào? Bẩm báo chủ nhân, chắc là về Lăng Vân kiếm các. Hắc y nhân nói, đi kiếm các, thì tạm thời không nên động. Thân ảnh phân phó nói. Vâng. Hắc bào cúi đầu xuống. Vậy nếu như, hắn một mực không ra, thì làm sao bây giờ? Yên tâm, hắn sẽ ra. Trong giọng nói của thân ảnh mang theo tràn đầy tự tin. Vậy được, ta một mực chờ, một khi xuất hiện hắn, lập tức động thủ. Hắc y nhân gật đầu. Lần sau xuống mấy cái đắc lực, vẫn là câu nói kia, ta muốn sống, chẳng qua bị thương cũng không sao, chỉ cần không chết là được. Thân ảnh phân phó nói. Vâng. Hắc y nhân khom người lui ra ngoài, ngay sau đó, thân ảnh đồ sộ phía trước càng nhạt, cuối cùng chậm rãi biến mất. Chuyện bên kia, Trương Huyền tự nhiên không biết, giờ phút này hắn xoa xoa mi tâm, đứng dậy. Ba thi thể chân tiên cảnh, luyện hóa tương đối dễ dàng, tiên quân cảnh còn kém một ít. Ba võ sĩ thần điện chân tiên cảnh, chỉ chốc lát liền triệt để luyện hóa, biến thành vô hồn kim nhân, nhưng tiên quân cảnh, bất kể như thế nào cũng không thành công được. Vu hồn còn quá yếu. Trương Huyền nhìn không được lắc đầu. Hắn tại trưởng lão điện, tìm được hơn 600 bản công pháp chân tiên cảnh tu luyện, ở ô hải thương hội, lại tìm mấy chục bản tới xứng đôi, lúc này mới hình thành thiên đạo công pháp tu luyện chân khí. Vu hồn, liền không có may mắn như vậy. Hiện tại cũng chỉ là hư tiên cảnh đỉnh phong, không có công pháp đối ứng, là không cách nào đột phá. Lăng Vân kiếm các, tu luyện là kiếm pháp cùng kiếm ý, đối với hồn lực yêu cầu không cao, cho nên loại thư tịch này cũng không nhiều,
bởi vậy dù nhìn nhiều sách như vậy, vẫn cách hiên đạo cấp bậc rất lớn. Xem ra, nhất định phải tìm kiếm công pháp tu luyện linh hồn. Bất đắc dĩ thu thi thể tiên quân cảnh vào nhẫn, Trương Huyền đứng dậy. Hồn lực theo không kịp, muốn đột phá tiên quân cảnh khả năng không lớn. Mặc dù không có siêu tập đến thiên đạo công pháp cấp tiên quân, nhưng đối với cấp bậc này, cũng hiểu chút rõ ràng. Giống như cổ thánh lúc trước, cần linh hồn, thân thể, chân khí hoàn mỹ dung hợp mới có thể thành công. Người khác không tu luyện vu hồn, không dính dáng vấn đề này, mà hắn, vu hồn có thể rời thân thể, độc lập với thân thể, lực lượng không đạt tới, đột phá liền nói chuyện viển vông. Cho nên việc cấp bách là tìm kiếm công pháp tu luyện linh hồn, sau đó mới là tiên quân cảnh. Đứng lên, ra khỏi phòng. Lăng Vân thần kiếm quyết gì kia, đã toàn bộ học được, cũng lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, tiếp tục đợi ở chỗ này không còn bất cứ ý nghĩa gì. Cảm ngộ thế nào? Hàn Kiếm Thu đang đứng ở ngoài cửa, thấy hắn nhanh như vậy đi ra, cũng không ngoài ý muốn, mỉm cười. Còn tốt, đúng rồi Hàn Tông Chủ, không biết đại lục chúng ta, trong 6 đại tông môn nào am hiểu bí pháp linh hồn? Dừng lại một chút, Trương Huyền hỏi. Tất cả thư tịch của Lăng Vân Kiếm các đều nhìn qua, khẳng định thu thập không đủ vu hồn chân tiên cảnh, trừ khi tìm được tông môn am hiểu linh hồn bí pháp, đi nghiên cứu học tập, nếu không muốn cho hồn lực tiến bộ, gần như không có khả năng. Cái này, không biết hắn hỏi như vậy, mục đích ở đâu, Hàn Kiếm Thu suy tư một chút nói. Muốn nói trong 6 đại tông môn, linh hồn mạnh nhất, đương nhiên là Trúc Tinh Cung. Các nàng có thể câu thông thần linh, thậm chí có thể sử dụng tế tự, để thần linh hạ giới. Muốn nói am hiểu linh hồn, trừ bọn họ, không có người nào nữa. Trúc Tinh Cung. Trương Huyền sững sờ. Đã rất nhiều lần nghe được tên tông môn này. Không sai, 6 đại tông môn, đều có thuộc tính cùng lực lượng của mình. Trúc Tinh Cung, cũng không phải người bị thần tộc đuổi, mà là sinh mệnh sinh trưởng ở địa phương, trời sinh linh hồn liền rất cường đại. Kiếm các, người cũng biết, am hiểu dùng kiếm, trên vũ khí rất mạnh, hồn phách còn kém một ít. Vạn Thú Môn, tên như ý nghĩa. Thuần thú hung mãnh, mỗi đệ tử hạch tâm đều có một con, hoặc vài con thú sủng, sức chiến đấu không thể khinh thường. Thất Tinh Lâu, Hoàn Vũ Trấn Thất Tinh, thượng thương đệ nhất lâu. Bán ra đủ loại bảo vật, chiến lực bình thường, nhưng là tông môn dồi dào nhất đại lục. Huyền Kính Môn, am hiểu luyện chế vũ khí, đồng thường kiếm của ngươi, chính là Huyền Kính Môn luyện chế thành. Còn Phiêu Miểu Tiên Tông, ở Bắc Hải, môn nhân am hiểu thân pháp, đối với hồn phách cũng không quá am hiểu. Hàn Kiếm Thu đơn giản giới thiệu một chút, tình huống của thượng thương 6 đại tông môn. Thì ra là thế. Trương Huyền giật mình. 6 đại tông môn, trước đó nghe nói qua một lần, tên đều biết, nhưng tình huống cụ thể không quá rõ ràng. Không nghĩ tới, có Vạn Thú Môn am hiểu thuần thú, Huyền Kính Môn am hiểu luyện khí, cùng với Thất Tinh Lâu bán ra đủ loại bảo vật. Sinh trưởng ở địa phương, cũng không phải thần tộc đuổi, không biết ý là gì. Trương Huyền tò mò. Liên tục mấy sự tình, đều liên quan đến Trúc Tinh Cung, để hắn đối với tông môn này sinh ra hứng thú nồng đậm. Vị trí đại lục của chúng ta, tên là Di Khí Đại Lục, người sinh hoạt ở nơi này, bị thần linh vứt bỏ, chẳng qua ở trước chúng ta, liền có một ít nhân loại sinh hoạt ở trong đó, mà những người này, chính là người sinh trưởng ở địa phương. Trúc Tinh Cung do các nàng thành lập, trời sinh hồn phách mạnh mẽ, có thể câu thông thần linh. Hàn Kiếm Thu nói. Trương Huyền giật mình. Nhân loại ở danh sư đại lục, là thuộc về sinh linh bản thổ, dị linh tộc làm kẻ xâm lấn, xâm nhập trong đó, áp bức nhân tộc, cuối cùng bị khổng sư lật đổ. Người muốn học tập công pháp phương diện linh hồn. Hàn Kiếm Thu hỏi. Trương Huyền gật đầu, cũng không phủ nhận. Trúc Tinh Cung đã có, ta muốn đi qua nhìn một chút. Cái này. Hàn Kiếm Thu nhíu mày. Lăng Vân Kiếm Các, cách Trúc Tinh Cung chừng hơn ngàn vạn dặm, coi như tiên thú phi hành. Cũng cần ít nhất hơn 10 ngày mới có thể đến. Hiện tại thần điện đã chú ý ngươi, hơn nữa Trúc Tinh Cung cực kỳ bài ngoại, muốn học tập, chỉ sợ rất khó. Trương Huyền gật đầu. Trước khi mở miệng, hắn liền nghĩ đến những sự tình này. Nếu là người sinh trưởng ở địa phương thành lập tông môn, khẳng định cực kỳ bài xích người từ ngoài đến. Muốn qua học tập, rất khó hoàn thành. Thêm vào thần điện đã đánh lén một lần, bây giờ rời Lăng Vân Kiếm Các, nhất định cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu như không đi tìm công pháp liên quan tới linh hồn, vu hồn liền mãi mãi không cách nào đột phá chân tiên cảnh, muốn xung kích tiên quân, thì càng không có khả năng. Về thời gian chậm trễ rất nhiều. Dù sao tới thượng thương đã hơn 10 ngày,
đổi lại danh sư đại lục, đã sắp nửa năm. Lại nói, phát giác thần huyết thạch khả năng liên quan đến Lạc Nhược Hy, cái gọi là trục tinh cung, hắn nhất định phải đi. Còn nguy hiểm, dù sợ hãi, chỉ cần vận dụng phương pháp ngụy trang, không bày ra thần chi kiếm ý, thần điện muốn tìm được bản thân, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi mà nói, ta cùng ngươi đi. Dù Đỗ Thanh Diên không dễ nói chuyện, nhưng ta cùng nàng có chút duyên phận, chỉ là học tập pháp quyết liên quan tới linh hồn, hẳn là có thể dàn xếp. Trần chờ một chút, Hàn Kiếm Thu Tông chủ gật đầu nói. Nếu như đối phương nhất định muốn đi, hắn tự mình đi cùng, dựa vào thực lực ngụy thần cảnh của hắn, cùng kiếm pháp siêu cường, thần điện chắc hẳn cũng không dám làm khó. Vẫn là ta tự mình tới a. Trương Huyền lắc đầu. Đối phương là tông chủ, thật muốn theo sau lưng, không cần nghĩ, thân phận nhất định tiết lộ. Ngược lại không bằng ngụy trang một chút, trôi qua lặng lẽ tốt. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn muốn hỏi thăm tin tức thần huyết thạch cùng Lạc Nhược Hy, chuyện này không muốn để cho càng nhiều người biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 156.